Alo. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Alo. Đã chim lên chưa mọi người? Alo. Lai lên chưa? Lai lên chưa? Lên chưa vậy? À đây, live lên rồi. Ui, hello anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với livestream của tôi nhá. Ui rồi ôi. Ok các bạn ạ, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với tựa game Inside the Backroom nhé anh em. Rồi, hello anh em. Chào bạn Honey đây, chào bạn Massage, chào bạn Linh, chào bạn Khan, chào bạn Như Ý, chào bạn Hình Nguyễn, chào bạn Marco, chào bạn Trần Thanh, chào bạn Sa Lê, chào bạn Vịt Lady, chào bạn Kit Kim, chào bạn Minh Khan, chào bạn Lily, chào bạn Phan Chido, chào bạn Hoàn Thi, chào bạn Hoàn Minh, chào bạn Uni TV, chào bạn Phan Lê Phê La Nè, chào bạn Gấu Con, chào bạn Hảo Thiên Nguyễn, chào bạn Việt Hải nhé. Cảm ơn các bạn đã coi livestream của tôi nhé anh em. Chào mừng anh em. Ôi trời ơi. Rồi mấy hôm nay tôi đang bị mệt anh em mà, nên là tôi không đi tập luôn các bạn ạ. Và hôm nay anh em thấy góc cam của tôi ok không? Tôi vừa mới ra ngoài nhà, tôi đổi cái ghế tôi vào đây này anh em không? Ngồi êm hơn hẳn. Ông Hoàng trốn live. Ê, không có trốn luôn á. Tính ra là ngày hôm bữa là mới vừa gọi là tôi vừa mới tôi đăng lên, tôi kêu tôi nói là hôm nay tôi mệt. Tao chỉ đến like, tao không có live stream được. Em like rồi. Em like rồi, anh đọc tên đi. Cảm ơn bạn Như Ý Euro đã like cho mình nhá. Anh em coi live stream, anh em nhớ bấm like nha anh em ơi. Nhớ bấm cái nút like lên. 900 người xem rồi mà có 400 người like vậy anh em. How do I get cooked out? Nhưng mà lại tên là dâu tây vlog, mình người Việt Nam mình nói tiếng Việt được không? Bạn tiếng Anh của mình 10 chấm nhưng mà mình nói người tiếng bản xứ người ta không có hiểu các bạn. Ha? Hello anh, em vừa thấy thông báo live vô liền. Hôm nay tôi vừa mới setup, tôi vừa mới mua cái ghế về với cả là tôi vừa mới đem cái ghế về, đây là tôi vừa mới setup xong. Năm ra là live nó hơi muộn tí anh em thông cảm nha. Rồi, nhưng mà tôi để cái cái anh nền máy tính như này thì anh em nhìn anh em sẽ thấy cái mặt của tôi nó hơi bị tối anh em ạ. Đây, để tôi đổ qua cảnh nền này. Đấy, ui dồi ôi, sáng trưng luôn. Sáng trưng luôn. Sao anh xấu vậy? Xấu ăn hết của nhà em không? Xấu có làm ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà em không? Xấu kệ tôi đi. Tôi xấu hơn nó hoài ta. Nay chơi sao để bắt gum nha anh em. Nay chơi sao để bắt gum với lại chơi chơi với cà bơ. Anh ơi, gần một tháng nữa sinh nhật em rồi. Anh chúc mừng sinh nhật. Ôi, chúc mừng bạn Nula đây, gần một tháng nữa sinh nhật vui vẻ nha bạn ơi. Chúc bạn là sinh nhật tuổi mới nè, coi live stream đều đặn mà nhớ bấm like nha bạn. Ôi, tôi định là ngày 24 là tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình anh em ạ. Tôi định là ngày 24 là tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Thì là trong cái buổi tiệc sinh nhật này của tôi là tôi sẽ mời hết tất cả những người kiểu quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, trừ gia đình tôi ra nhé. Tôi sẽ mời hết tất cả những người gọi là quan trọng nhất, thân nhất của tôi ấy, mời vào trong cái ngày sinh nhật này của tôi anh em hiểu không? Đấy. Nhưng mà ngày 24 này thì là bị kẹt anh em, mà tôi đặt chỗ hết rồi, đặt đợt này là tôi định là để chơi villa các thứ luôn. Dưới Vũng Tàu anh em ạ. Xong rồi tôi sẽ mời những người mà kiểu quan trọng nhất cuộc đời tôi đi tham gia hiểu không anh em, rồi tôi quay vlog lại. Tất nhiên là không thể thiếu được Ruby và Mai Đen rồi các bạn, không thể thiếu được. Và còn một số người khác nữa đấy, thì quan trọng nhất của tôi, chơi thân nhất với tôi đấy, chơi mà không lợi dụng tôi đấy, tôi sẽ mời đi cái buổi sinh nhật này. Nhưng mà tôi định là tổ chức 23-24 cơ, tức là tôi sẽ định là ngày hôm đấy là tôi sẽ đem máy quay ra các thứ tôi quay cho anh em coi. Nhưng mà đùng phát giờ 23-24 lại có việc anh em ạ, thế là phải dời hàng ngày tiếp, thế là phải đến tận ngày sáu ngày bảy thì tôi mới bắt đầu tôi tổ chức cái sinh nhật đấy được. Phải rời ngày, hẹn lại đặt villa, hơi mệt anh em ạ. Tại vì các bạn làm mình đặt hết rồi, mình đặt chỗ rồi, mình đặt trước nửa tháng luôn á. Tôi đặt trước từ hồi đầu tháng 9 là tôi đặt rồi, xong rồi tôi mời anh em bạn gì cái thứ đồ là xuống chơi rồi. Nhưng mà quan trọng là nó cái ghế nó búng tay cao dập tay shit. Nói chung là đợt này là hẹn hết rồi, nhưng mà 24, 23, 24 lại có chớp, lại có việc đi anh em ạ.
đi đi ngày nào không đi đi lại đúng 23 24, cay thật. Đâm ra là phải dời lại ngày. Mà dời dời và những ngày bình thường thì không có nhiều người đi không được. Hello anh sò đẹp trai, hôm thứ sáu không xem anh stream được, sorry anh nhiều. Ui không sao, Tiết Nhung à, không sao mà nè. Nói chung tôi like cũng thất thường mà, nhưng mà like đều. Nói chung là tôi like thì tôi có thông báo cho anh em hết nha. Tôi nghĩ tới like tôi có thông báo cho anh em hết nha. Anh em nào mà không có tham gia nhóm bộ tổng số, hoặc là cái nhóm Instagram của tôi, hoặc là theo dõi cái trang cá nhân của tôi ấy, theo dõi cái trang mà Facebook cá nhân của tôi Huỳnh Thiên Tân ấy, anh em không thấy thông báo, ok. Mỗi lần mà tôi thông báo tôi không thông báo bên YouTube đâu. Anh em mà muốn muốn biết là tôi hôm đó tôi có like không thì anh em cứ lên trên nhóm 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 bộ tổng sói nha, anh em tham gia vào nhóm bộ tổng sói nhé. Anh em theo dõi trang cá nhân của tôi Facebook Huỳnh Thiên Tân nhé, với cả là anh em lên cái nhóm Instagram, cái Instagram mà nhóm mà Siro và những chú báo thủ ấy, thì anh em tham gia vào nhóm đấy. Thì tôi mỗi lần mà tôi có miss like, hoặc là ví dụ như mà hôm đấy mà tôi bận, hoặc là tôi bệnh, hoặc là tôi mệt, hay là tôi có một cái vấn đề gì đấy về gia đình, ví dụ như mẹ đang đi xe ngoài đường bị trúng gió về livestream không được đó, hay là ngày hôm đó là đi ẻ đau bụng lâu quá livestream không được, thì tôi sẽ thông báo lên những cái nhóm đó cho anh em coi, hiểu không? Mẹ bà anh em không tham gia vào những cái nhóm đó, xong rồi cái anh em cứ bảo tôi lương lẹo trốn like phải trưởng à. Có mỗi lần mà mình miss like là mình có thông báo hết cho anh em mà, chẳng qua là anh em không chịu tham gia vào những nhóm đấy của tôi, không chịu theo dõi tôi chứ. Anh ơi anh ăn cơm chưa? Trời anh ăn rồi em ơi, anh ăn hai cái đùi gà luôn, anh ăn gà luộc ngon lắm em ơi. Vô game em gà xíu vô nha em ơi, xíu vô nha. Chào em đi không em spam anh đó. Ừ mày spam tiếp đi, mày spam tao mừng. Nhìn anh giống một loại cô không đứa gì đây, cô không đứa, cô không đứa, cô không đứa, cô không đứa gì, cưa không đổ, cô cưa không đố, lại lại gì, lại gì Tiết Nhung, từ nó hơi sắc não em mà. Từ anh em đợi tôi tí để tôi check lại coi là hôm nay tôi có bị bỏ nhầm không. Ok ai cũng bình luận được rồi. Hôm mấy bữa trước tôi livestream tôi để cái mục mà chỉ có người đăng ký mới coi được thôi, vãi chưởng thiệt. Hèn chi có nhiều anh em không có được thông báo, hôm nay anh em được nhận thông báo hết chưa? Đeo băng đô đi anh trai ơi, tóc tôi giờ là ra hết phần vàng rồi nè anh em, không đẹp trai rồi, đẹp trai rồi. Trốn học để xem live anh, tao giặt trong mỏ mày nha, bao bánh bao biết bay. Mày đi học nhanh cho anh nhanh lên. Thứ bảy này có tóc xôn vô có chứ em ơi, thứ bảy này có tóc xôn nha. À cái hôm sinh nhật anh em muốn tôi anh em có muốn tôi livestream không? Sinh nhật tôi sẽ bật livestream buổi tối không? Livestream anh em sẽ thấy được tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Ok. Những cái người mà thân thiết nhất với tôi, ok. Anh em sẽ được thấy tụi tôi quẩy ở đây mà không? Livestream đánh ba di. Đỉnh 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 đỉnh. Anh ơi cục kít là gì? Thôi em ơi, em đang là một người rất là trong sáng, em là một thiên thần, anh công nhận em là một thiên thần nên không cần biết cục kít là gì đâu em à. GB đẹp trai hơn anh Go. Ừ đẹp trai mày qua mày coi livestream mới đi mà dính nha. Anh ơi em không vô được bộ tộc sói thì em không trả lời câu hỏi á. Cô không đửa, đửa anh ơi à, cưa không đổ đúng không? Trời ơi, không tại màn hình nó nhỏ quá anh đọc không rõ tí, nhưng mà cảm ơn tí chung là donate cho anh nha, cảm ơn tí chung nhiều. Sanh thần cũng không được trốn like nha Go. Ta đi 2 ngày. Tao đi 2 ngày, tao biết like 2 ngày, dạ được chưa? Tao biết là 2 ngày mà tao bù lại vlog, được chưa? Được chưa? Từ từ. Mày sanh thần. Để tao coi coi, nó có xài sai ý nghĩa của chữ sanh thần không? Sanh thần. À, như là sinh thần vậy. Hay sanh thần chính là ngày sinh. Sinh nhật thì nó sinh nhật, đi sinh nhật thì gọi là đi sinh nhật. Sanh thần là ngày sinh. Ngày sinh nhưng mà tôi tổ chức là vào ngày 6, ngày 7, ngày 7, ngày 8 tháng 10. 24 tháng 9 là tôi bận rồi. Ngay ngày sinh nhật của tôi là tự nhiên có chất ập vô đầu anh em mà, nên là không có tổ chức sinh nhật ngày đó được. Anh ơi mới bị đám bạn đẩy xuống sông, bơi vô đi em, bơi vô. Con chào cụ gô, cụ bà nội mày nhìn mặt tao giống cụ lắm hả? Mai tao cạo râu, mai tao cạo râu tao không để râu nữa. Không có tính ra cái râu này đâu phải tôi để đâu anh em, tao phải cố tình để đâu. Tính ra cái râu này là kiểu nó mọc nhanh nữa chứ không phải là tôi cố tình tôi để đâu nhé. Hu hu xin lỗi em anh à, xin lỗi anh em vô trễ trễ sớm quan trọng em ơi, quan trọng là mình có coi cho nhau, mình bấm like là được rồi em ơi, chứ hả không có giống như 600 đứa đang coi live chùa em mà, 600 đứa đang coi live chùa đó em. Ừ, em yên tâm, nếu em có bấm like là em vẫn tự hào hơn một số đứa em hiểu không. Rồi coi live stream 1550 người coi rồi có 900 like phải chưởng thiệt, like điểm ông nội. Sao vô anh, sao để vô xin lỗi. Hello anh già. Ừ chào bạn Khánh Trân nha, chào bạn. Làm sao để vô sinh nhật anh, hôm đó sinh nhật của anh thì anh chỉ tổ chức cho những người thân thiết của anh đi thôi, những người quan trọng nhất cuộc đời của anh đi thôi.
Còn nếu mà ấy thì anh sẽ livestream lên để tôi livestream lên để tôi cho mọi người coi cái buổi sinh nhật nó như thế nào đấy. Và sinh nhật tôi làm cũng đơn giản mà. Thuê có cái villa xong rồi cho tầm khoảng vài vài người bạn thân thiết của tôi vô chơi thôi. Hai cô, chào bạn Duy Cấm Cuộn nha, chào bạn. Em chào cụ tổ. Rồi bây giờ nó cho tao lên bàn thờ ngồi luôn rồi, nó cho tao làm cụ tổ luôn rồi bé ơi. Chào bạn Junego nha. Anh ơi, sao anh có cái mỏ với anh? Từ hồi cha sanh mẹ đẻ anh ra là anh có cái mỏ rồi em, mà nó cũng giống như con chó ấy, nó sinh ra là có cái răng rồi, sao biết được em? Ví dụ giờ anh sinh ra nó không có cái mỏ thì em làm gì được anh, bây giờ anh sinh ra có cái mỏ làm gì được anh, đúng không? Nên thôi mình là thắc mắc cái gì đó nó khó hỏi, nó khó trả lời hơn xíu đi ha. Anh em bấm like rồi anh Go ơi, like chứ mà like ve nha, em like ve là anh đang like nha, còn em là phải like, ok? Em đai đỏ đen nè, anh quýnh lộn với em không? Mày đai đỏ đen môn gì? Mày đai đỏ đen môn gì? Mày kêu mày đai đỏ đen môn Muay Thái là tao quýnh mày liền. Nha. Mày kêu mày đai đỏ đen môn Muay Thái, môn boxing là tao quýnh mày liền. Anh ơi, cờ đớt của em là con gái mà em cũng là con gái mà nó báo là nó thẳng, vậy em nên tỏ tình, em nên đơn phương anh, nên đi yêu đứa khác em ơi. Mình cố chấp làm chi cho thêm đau khổ mày. Anh đọc comment của em đi, mới đọc với bạn Nguyễn Hằng ơi. Mời anh ăn cơm 3 ngày 3 đêm nha anh, rau cải cơm với trứng, bạn Hân Gia. Dạ cảm ơn thực đơn của bạn, nhưng mà không cần đi bạn ơi. Karim, Karim, hai anh già tên em như trên rất là vui vì được làm quen với anh và tặng anh ba gói mì hảo hảo. Wow. Cảm ơn bạn Karim đã tặng cho mình 13.000 ba gói mì hảo hảo nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Anh ơi đi học lại rồi gặp cờ gớt thì cùng lớp nữa, sướng sướng chứ, trời phê thề. Hồi xưa nhé tôi đi học nhé, tôi kể cho anh em nghe hồi xưa tôi đi học nhé. Tôi là tôi, hồi xưa là tôi cũng giống như anh em thôi, hiểu không? Cũng có crush đó, có người yêu hầm đó, hiểu không? Nhưng mà người ta không thích tôi. Tôi trao em lời tỏ tình say đắm. Em tặng tôi những cái cắn vô tâm đó. Trời ơi, thề với anh em luôn, hồi xưa nha, tôi lúc mà tôi đi học năm tôi lớp 10, lớp 11 đó. Là đợt đó là tôi với lại bạn ấy là học chung một lớp. Là bạn đấy, là bạn đấy ngồi kế tôi anh em, mà duyên phận lắm nha, để tôi kể anh em nghe nè. Cái ngày đầu năm vô lớp 10 á là tôi Hani nè, có rất nhiều loại app nhưng app giải trí tiền lời càng ngày app vào má. Vậy đành đạch cả ngày là app áp vào má anh, áp vào má anh, sao mày áp được, sao mày áp được, mày cắt một màn hình điện thoại sao mày áp được. Chỉ có anh áp vào má mọi người được thôi, mọi người không áp vào má thì được đâu. Tôi kể kiếp tới câu chuyện anh nào nha. Người ta, anh em có tin vào duyên phận không? Anh em có tin vào duyên phận không? Tôi kể cho anh em nghe duyên phận nè. Thì hồi xưa á là tôi mới vô lớp 10, đúng không? Là cái thời gian đó là cái thời gian mà tôi rất quen ai trong trường hết, không có ai trong trường hết, tại mình mới vô lớp 10 mà mình từ lớp 9 mình lên lớp 10 là mình sẽ đi qua một cái trường khác để mình học, đúng không? Là mình không có quen bất kỳ một ai hết. Thì cái ngày hôm đó là tôi cũng là một cái hồi năm lớp 2 là tôi cũng là một cái người khá là hướng nội anh em, mà hướng nội bài rồi đó. Tại vì hồi xưa là hồi năm cấp 2 là mình làm sao đỏ nên là cả trường ghét mình luôn, chứ không phải là một cả lớp mình ghét mình nữa. Là mình làm sao đỏ là mình hay đi bắt điện thoại rồi đi bắt hút thuốc rồi đó, là cả trường nó ghét tao luôn mày. Đó nên là hồi năm cấp 2 tao không có chơi đứa nào hết trơn á. Là năm cấp 2 tao chơi đúng với một thằng bạn thân của tao à. Thì lên năm cấp 3 lớp 10 thì tôi với thằng bạn thân nó cũng học chung lớp. Ok, khá là vui rồi đúng không? Nhưng mà trong nguyên lớp đó là ngoài hàng ngoài hàng bạn thân ra là tao không quen ai hết. Ngoài hàng bạn thân ra là tao không quen bất kỳ đứa nào trong lớp luôn, còn hàng bạn tao thì nào nó cũng quen hết ba. Thằng bạn tao hướng ngoại má. Tụi bay để đi, trong hai thằng bạn mà chơi thân với nhau là lúc nào cũng sẽ có một thằng hướng nội, một thằng hướng ngoại. Thì tôi nhớ là cái ngày hôm đó là một cái buổi buổi sáng đi nhận lớp, đã chào cờ xong rồi lên lớp để nhận lớp đúng không? Thì tao là một người khá là hướng nội mà, nên là tao sẽ chọn bàn cuối tao ngồi, hiểu không? Tao đi học trễ nhất luôn. Tao cái lúc đó là tao vô nhận lớp, tao vô nhận trễ nhất luôn, là tao vừa bước vô lớp là tao vừa thấy là ui, cả lớp là ai cũng có chỗ ngồi, ai cũng xếp chỗ ngồi hết rồi. Tao me cái bàn cuối cùng phải không, tao xuống dưới đó tao ngồi. Cờ rớt của tao hồi xưa là tao ghét lắm, cái hồi mà tao mới vô lớp là tao ghét nó lắm, tao ghét nó phải cứt luôn thầy, tao ghét nó phải luôn. Tại vì á, tao vô lớp nha, tao sẽ kiểu sao con này, nó chảnh quá ta, sao con này nó đẹp mà nó kỳ quá ta đó, thấy không? Hiểu không? Xong rồi nha, tao ngồi bằng cuối, nó ngồi bằng đầu, nó ngồi bằng đầu. Xong rồi nha, thầy chủ nhiệm của tao đi vô qua, thầy chủ nhiệm của tao xách cái cặp đi vô. Mà xưa tôi vẫn còn nhớ thầy chủ nhiệm của tôi, tại vì
Tôi rất là nhớ rất là kỹ luôn. Tại vì thầy của tôi là được mệnh danh là một trong những người thầy ở trong trường có bộ môn căng nhất. Rồi cái đức thầy căng lắm ba. Hồi xưa là tôi nhớ là tôi bây giờ là tôi vẫn còn ấn tượng với thầy luôn à. Là thầy xách cái cặp không? Thầy kẹp kẹp cái cặp vô nách là thầy bước vô. Đó. Rồi bước vô rồi thầy nhìn, thầy liêu qua một lượt. Liêu ngược lại một lượt. Thầy chỉ đúng cái mặt của tao ngay bàn cuối. Em. Tao kiểu dạ. Lên bàn đầu ngồi. Xong tao lon to lon to tao kêu ôi thầy ơi em ngồi bàn cuối quen rồi mới hồi năm cấp 2, từ năm lớp 1 đến lớp 9 là em cứ ngồi bàn cuối thôi thầy ơi, thầy bắt em lên mà để em học không được, lên đây ngồi nhanh lên. Ôi thế là tao bắt cái cặp, tao bắt cặp vợ tao lên đúng không, mà sao tao lên thì tao lại phát hiện ra quay cái con mình ghét nó ngồi ngay bàn đầu, cái đứa mình ghét nó ngồi ngay bàn đầu, nó ngồi bàn đấy luôn. Xong rồi tao bắt đầu tao rủa thầm trong trong đầu đúng không, sao mày lại không kiếm ai đấy ngồi với mày đi, mày ngồi một mình làm gì, thì bây giờ thầy bắt tao lên đây ngồi đấy. Mà tao lụa trong đầu thôi, tao không dám nói ra ngoài bởi vì tao sợ nó đấm tao bây giờ, tại vì nó dữ lắm mà, nó dữ lắm. Ừ mà dù là tao mới vô nhận lớp rồi mà tao biết nó dữ luôn á, nhìn cái mặt là hiện lên chữ dữ rồi đó má. Xong nha, bắt đầu tao ngồi xuống ghế. Ok thì cái thời gian đầu nó rất là bình thường anh em à, thời gian đầu rất là bình thường, tao không quan tâm nó cũng no care me. Ok nó cũng no care me. Thì đến một khoảng thời gian học tầm khoảng được một tháng rưỡi gì á, bắt đầu có những cái chuyện lạ xảy ra mà tao chợt nhận ra một cái thứ là ui sao cái con này giống mình dữ ta, ui kiểu như là nha, hồi xưa là tao vô lớp nha là tao thấy là ui xong cái con này kiểu nó cứ tỏ ra nó thân thiện, nó hòa đồng, tao ghét thế nha, tại vì tao không thân thiện hòa đồng được nên tao ghét nó lắm. Xong rồi sau này tao mới biết được là hả kiểu kiểu á, chắc chắn cái quá khứ của nó có một cái gì đó đau buồn lắm nè, chắc chắn là nó phải có cái gì đó nó rất là giống mình luôn, hiểu không, tại vì nó là một đứa rất là hướng nội, hiểu không, nhưng nó cố tình nó tỏ ra hướng ngoại để nó chơi với bạn bè, hiểu không đó, tại vì hiểu không, tụi bay hiểu không, tao chơi trong lớp tao là thuộc là một cái thằng gọi là hướng hướng nội nhưng mà tao không giỏi, tao không giỏi nên đứa nào muốn nói chuyện với tao chơi các bay, mà đứa nào muốn nói chuyện tao chơi nó ra chơi là hả tập trung bàn tao tùm lum, hiểu không, còn tao là kiểu thôi tụi bay đi giùm tao một cái, tao muốn nói chuyện, tao muốn nói chuyện nha. Tao còn nói chuyện với tao tụi nó nói xấu, đúng không, có những đứa chơi với nó nhưng mà lại nói xấu nó. Sao tao kiểu uầy, thế là bạn này cũng đâu hướng ngoại lắm đâu, là giả vờ hướng ngoại để hòa đồng với xã hội thôi đấy. Bắt đầu từ đấy đúng không, tao bắt đầu để ý bạn này à, tao bắt đầu tao để ý đúng không. Xong rồi sáng tao mua cơm, tao mua hồi xưa là tao mua một hộp cơm đó, xong rồi là lúc nào tao cũng phải mua thêm một hộp nữa. Má tao không hiểu sao tao mua một hộp cho tao mua một hộp cho nó mà lúc nào tao cũng mang gọi là một hộp với 3/4 hộp của nó hết. Nó ăn như mèo vậy bay, nó ăn như mèo vậy, mà đặc biệt nó còn đứt ăn hành luôn, nó đứt ăn hành luôn. Tao mua cơm cho nó rồi đúng chưa, tao thấy nó không ăn cơm. Ok tao thích mày, ok tao rất là thích nó, tao tao nó là gớt của tao, tao rất là thích nó. Ok đó là sáng tao sẽ mua cơm cho nó, tao mua cơm cho tao là sẵn đi mua cơm cho nó luôn, tao mua cơm cho nó lỡ. Tức là cái quán đó là khi mà để 2 hộp cơm là không thể nào mà kêu là ái hành được, tại vì người ta trộn trộn chung á. Tao đem 2 hộp cơm lên xong sáng nào tao cũng phải ngồi tao lựa hành, đúng không, sáng nào tao phải ngồi tao lựa hành cho nó. Xong rồi nó ăn, tao vừa mới đưa hộp cơm qua, tao chưa ăn xong hộp cơm của nó nữa, nó đẩy hộp cơm lại. Ủa gì không ăn hả, không ăn xong rồi, trời ơi tụi bay ơi, nguyên một cái hộp cơm nó ăn được đúng 1/4 hộp, nó ăn được đúng 1/4 hộp. Thế là sáng nào tao cũng phải ăn gọi là tổng gọi là rất là nhiều, nhưng mà thời gian đó tao rất là gầy, tao ốm vải chưởng luôn, cái hồi mà còn đi học tao ốm lắm, ốm vải luôn á. Xong rồi nhưng mà được cái rất là vui anh em biết sao không, đó chính là tao là một thằng rất là kiểu người ta gọi là gì ta, nhiệt tình nữa các bạn hiểu không. Tôi thấy bạn mình, tôi thấy cờ gớt của mình nó không ăn sáng, nó mình mua đồ ăn sáng cho nó, mà ví dụ như là 7 giờ vô học đúng không, là tầm khoảng 6:45 là đánh trống trường để vô kiểu như là ổn định chỗ ngồi đó, là tao lên đúng lúc 6:44, tao lên lúc 6:44 là bình thường là tao lên lúc 6:44 xong tao mua hộp cơm lên tao cho nó ăn, tao kêu đó mày ăn đi, nó có đúng 1 phút để nó ăn. Xong đến bây giờ tao mới hiểu cái lý do tại vì sao nó chỉ ăn có 1/4 hộp cơm, tại trống vừa đánh ra nó trả hộp cơm cho tao, trống vừa đánh nó trả hộp cơm cho tao là tao phải ngồi tao ăn. Mày thấy bài trưởng chưa, mà có cái hôm nha, có những hôm tao còn đi học trễ hơn nữa, tao đi lúc bảy à, tao đi lúc 6:55 là còn 5 phút nữa là bắt đầu vô tiết đó, là tao bắt đầu tao ôm 2 hộp cơm tao đi lên, là lúc đó là hả bắt đầu nó ăn không kịp rồi, nó quăng qua cho tao là tao ăn thấy bà luôn, tao ăn như Fast and Furious luôn, tao ăn vải chưởng luôn. Xong rồi nói chung là cuộc tình cờ rết của tôi kéo dài cũng đâu được, đó là 2 năm anh em à.
năm lớp 10, năm lớp 11, xong rồi lớp tới năm lớp 12 thì nó chuyển qua lớp lớp xã hội. Tôi thì học lớp tự nhiên đó, mà tôi thì hồi đó là trong lớp mà tôi kiểu thằng một thằng lầm lầm lì lì ấy. Tôi cũng không có đi qua lớp khác tôi chơi nhiều. Mà tôi biết hiểu sao mẹ nguyên một trường ai biết tôi vậy, mẹ tuyệt vời không, vãi cất là thật sự luôn ấy. Hồi xưa tôi đã giao lưu với ai hết, hồi xưa là thật sự là tôi không nói chuyện với ai, tôi không có đi ngoại giao, không đi xã giao với ai hết, mà mẹ cả trường nó biết tôi vãi cất à, thật sự biết hiểu sao. Xong rồi hai đứa hai lớp rồi thì thôi, thì nói chung là cũng không nói chuyện nhiều. Thế là đó là cuộc tình đầu của Nam, hiểu không? Đó là tình đầu nữa, nhưng mà kiểu như là kiểu năm cấp 2 thì cũng có thích, nhưng mà kiểu thích trẻ con đó, em không? Còn năm cấp 3 là bắt đầu là tao mới biết thế nào là tình yêu, sẽ mua sữa Milo mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi sáng cho nhau uống. Xong rồi thấy gớt của mình đi học là mua kiểu sữa rồi kẹo mút đồ cho gớt mình ăn đó, thấy không? Đó. Nói chung là học trò mà có kiểu thích ai hay cờ gớt ai là vui lắm anh em ơi. Cái thời vui lắm, nhưng mà nói chung là mình dừng lại ở cái mức mà vui vui đó được rồi. Đừng có dừng lại mức tiến xa hơn. Tại vì xa hơn là hết vui rồi. Đúng không? Học trò mình cứ trải nghiệm thôi, mình trải nghiệm được như mình trải nghiệm thôi. Anh nói giọng thật đi thôi, giọng này thật rồi đó em ơi, giọng này là thật lắm của anh rồi đó, anh nói giọng thật nữa là không được nữa đâu em ơi. Giọng này thật nhất rồi đó em. Rồi cậu bơi đâu rồi? Này cậu bơi đây. What kìa? Hello. Hello, yo, what's up? Hello. Ê, tao vừa kéo mày xuống luôn á. Ủa đang mở hộp ở chỗ nào? Đúng rồi, em đang coi mở gan nhân vật VIP anh ơi, mà thôi mở xong rồi. Vô anh ơi. Vô, anh sao lại bắt đâm nha? Thì anh nổi tiếng từ nhỏ. Ui có đâu Hani nè ơi. Hồi xưa á tao làm lì lắm mày ơi, thiệt sự luôn á. Hồi xưa tao làm lì lắm. Xong rồi còn cái chuyện gì ta? Má là bơi hôm qua nó vừa mới biết tao làm bartender luôn bay. Đúng rồi, em mới biết. Anh với em ngày hôm qua nó vừa mới biết là tao đã từng làm bartender luôn, ngày hôm qua nó mới biết luôn. Vãi thật. Có bởi ly rượu này với anh. Bởi tất nhiên có bởi rồi, phải bởi vài ly mới biết nghề được chứ. Đây này, để tôi kể cho anh em nghe đó. Hồi xưa anh đọc tên em cách buồn bã đi, chào bởi ai vui vẻ, mày đặt ai vui vẻ, mày đặt bốn buồn bã. Đây, để tôi kể cho anh em nghe nè, từ chúng ta phải đổi qua game trước đã. Đồ game vô em chứ đây anh ơi. Đây, từ từ anh xác tin lại game, cái này không nó khái bà luôn. Hồi trước anh tạo hay là em tạo nha? Hồi trước hả? Hình như tao tạo mày à. Em quên mất rồi, ừ đúng rồi, vậy anh tạo á. Anh tạo. Đây, anh á, để tôi kể cho anh em nghe gọi là cái duyên. Tại vì sao mà tôi làm, cái lý do gì mà tôi lại đi làm bartender. Thì ngày xưa ấy là tôi làm một quán cà phê bé thôi, bé tí tẹo à, tại vì ngày đó kiểu giống như là mới bắt đầu ra ngoài đi làm á. Điên sao để bắt được đây. Ngày xưa thì tầm khoảng năm cấp 2, cấp 3 gì đó, tầm khoảng năm cấp 2 thì mình bắt đầu mình đi làm mấy cái công việc kiểu như là bình thường, kiểu bưng bê thứ, tại đó nhà nghèo mà. Xong rồi cái sau này nhà tôi khá giả được lên xíu, cái bắt đầu nhà mình mới có bắt đầu có xe hơi đó, xe hơi cái thứ rồi đúng không? Thì bắt đầu tao mới đi làm. Tao đi làm trên một cái quán cà phê, nó cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Mà tụi bay biết có một cái nó rất là buồn cười, là hôm nào mà tao cứ mà bình thường mà tao đi làm, tao sẽ đi bằng xe đạp. Chủ quán quen mặt tao luôn, tao đi bằng xe đạp đó. Mà cứ hôm nào mà trời mưa là tao đi bằng ô tô. Tao đi bằng ô tô, tụi bay có thấy mà thằng nào mà đi làm quán cà phê lề đường mà ngày nào mà ba mẹ cũng đưa đón bằng ô tô không? Dạ con á. Dạ con, năm cấp 3. Năm cấp 3 là tôi bắt đầu tôi đi làm quán cà phê, là tôi đi chạy bàn rồi đó. Là kiểu thời đó là sợ mắc mưa, hiểu không? Sợ con mình mắc mưa, hiểu không? Bắt đầu đưa đi bằng ô tô. Mà tụi bay nghĩ đi. Một thằng nhân viên mặc áo nhân viên của quán, đeo tạp dề của quán, bước xuống từ chiếc ô tô và đi vào cổng quán cà phê. Ồ, nó ngầu không? Ồ, nó ngầu anh em, ngầu vậy. Mà hồi xưa tao không nghĩ nhiều đâu. Hồi xưa tao không nghĩ là người ta nhìn như thế nào vậy đâu. Tao cứ thế mà tao đi làm thôi. Sau này tao được nghe những đứa bạn của tao kể lại về gọi là cái sự thích hào hùng của tao, tao biết là ừ sao hồi xưa tao ghê dữ ta. Hồi xưa đúng ghê luôn á má. Rồi ok, đây bây giờ là chúng ta sẽ đến với tập số 2 của Inside the Backroom. Anh ơi. Okay. Anh ơi. Ai vậy? Đâu? Đó, ai vậy? Bạn mới. Anh nhìn không có thân thiện cho lắm anh à. Từ từ sau game nó tối vậy ta. Em chờ tí để anh chỉnh cái game lên xíu chứ game này nó tối quá. Anh ơi, cái màn đầu không có hù, cái nào màn này nó hù không anh?
Màn đầu á? Không, anh nghĩ là cái con này chắc cũng giống mấy con màn đầu thôi à. Từ màn hình anh đang to quá. Để anh xíu, anh chỉnh lại xíu. Cái này là cái gì á? Nay mới làm quen với bận bài tạp hóa, em chưa coi đó nghe tặng. Ok, cảm ơn Cream cầu tìm nhé. Ôi hồi nãy có mấy bạn kiểu đồ này cho tôi mà tôi chưa đọc ấy. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tôi quên đọc, xin lỗi anh em. Tôi có cách nào chỉnh sáng màn hình lên không nha? Màn hình nó tối thui rồi GB ạ. À. Có rồi nè, bấm vô setting. Xong rồi chỉnh cái phần Ui ôi lại Hani. Cảm ơn Hani nhá. Ok, mốt anh sẽ gáy nhiều hơn em nhé. Đâu phần nào? Hình như không có anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao hôm bữa tao nhớ tao chơi nó sáng lắm mà ta. Ê Phong, hôm bữa mình chơi nó sáng lắm mà đúng không? Không, hình như hôm bữa em thấy chơi cũng vậy à, nhưng cũng sáng lắm. Nằm trong phần nào á, đồ họa kìa anh. Đồ họa anh có để lô hay là cái gì không? Ê, từ GB. Đây. Chỉnh lại đồ họa không? GB, chỉnh này. Chỉnh gì đấy? Ủa cái này là cái gì anh? Quay, tắt vòi. Đấy, được chưa? Đồ họa, graffiti, không như này được rồi. Ok anh em à, game đây là một tựa game kinh dị, nên là anh em nào mà đang không có máu hay là chơi kinh dị thì anh em lưu ý nha. Ê bên đây GB ơi. Đi đâu vậy? Ê đi ra chưa? Em thử thôi. Cái này là unit. À bây giờ mình cần phải đi kiếm một cái cạc để mở cái cửa này. Em mới lụm được thêm cái bánh lái nữa nè. Cái bánh lái này hình như để tắt cái này rồi đúng không? Lấy cái bánh lái đi tắt mấy cái chỗ giống cái chỗ hồi nãy á. Ok. Ê GB ơi, ta thấy con kia đằng kia GB ơi. Bên đây có nước với thuốc nè, có gì qua đây lấy nha. Đâu. Where are you? Chỗ em đây lấy. Ê em thấy con kia bên kia nha GB, cẩn thận nha. Con kia bên kia là bên nào? Trời ơi. Anh ơi, con nãy nó bò, con này nó đứng. Không, con hồi nãy là nó ngồi nó ăn thịt. Con này con nãy đó. Nó mới ăn xong. Ê mày đứng đó cho nó ăn mày á. Nó biết đi anh ơi. Nó biết đi là nó biết chạy. Má nó biết chạy là nó biết gì? Nó biết gì là anh em mình chuẩn bị chạy xúc quần nè. Nhưng mà anh nhìn em là giống em sợ nó không? Tao thấy mày... Ơ từ từ. Để anh để cái cam anh xuống dưới cái. Anh em chờ để cái cam tôi xuống dưới cái nha. Rồi, ok. Từ từ, ở đây có giòi bị bể thì em ra em sửa lại. Coi chừng nó thấy mày GB ơi. Rồi em lắp vô cái. Ê, lấy được một cái bánh răng nữa nè. GB ơi, đang đi qua hướng này GB ơi. Mày bắn chưa? Rồi em dặn rồi, em sửa rồi. Em kiếm chỗ tiếp theo nè. Anh thấy một cái vỏ đây nè. Ở đâu rồi? Thôi chia ra đi, em nghĩ con này nhìn nó đù sao anh ơi, nhìn nó chậm lắm. Em nghĩ nó không làm được gì anh em mình đâu. Không, anh nghĩ là nó chỉ chậm cho đến khi mà nó gặp mày và nó dí mày thôi. Ờ gì cũng chơi luôn. À đây, bên đây có giòi. Anh có cái tay bạn nè, Bên này con cái. Em sửa cái bên này cái. Sao game hôm nay tối thế? Không về đúng hả? Như màu về đúng rồi đó. Không, cái game của anh nó tối nó kỳ kỳ á mày à. Ê mở cửa rồi, đi anh ơi. Mở chưa? Đi rồi, mở rồi. Ủa? Chưa. À, từ xa nhìn lộn. Anh nghĩ là còn... ở khu ở giữa này còn. Anh còn cái nào không? Em dặn hết hai cái rồi. Anh còn một cái. À bên này. Ở đâu? Ờ gần cuối luôn á. Ui chết, nó đang đi qua đây anh ơi. Anh thấy em không? Không, anh đang không thấy mày đâu. À đây, tao thấy mày rồi em... Ê anh ơi. Thấy nó vô tao. À chạy vô tủ. Thấy nó dí rồi. Nó mua gì Phật. Rồi, đi.
Em sợ anh ơi. Nó đi chưa anh ơi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, ra đi, ra đi, ra đi. Hình như cửa mở nè các bạn ơi, cửa mở rồi, cửa mở rồi, cửa mở rồi. Nó đi lại rồi. Oh shit. Anh canh giùm em nha. Mày có cần tao dụ nó đi ra cho mày không? Không cần, anh canh giùm em đi. Được rồi, được rồi, được rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Nó đang sau lưng cái tủ. Okay. Dạ hẳn qua đây, dạ hẳn qua đây, dạ hẳn qua đây. Ôi, nó gì kì à? Dạ hẳn qua chỗ anh nè, cái cửa mở rồi. Mày đâu? Chỗ anh chỗ nào? Mở tới rồi nha. Tới rồi nha, được rồi. Rồi, rồi. Vô, vô. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. À đâu, hình như hồi sinh được đúng không? Hồi sinh được rồi bé ơi, hồi sinh được rồi bé ơi, hồi sinh được rồi bé ơi. Em hết stamina. Oh shit, tôi quên mất, tôi quên nhắc mày, trong game này có stamina ba. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Ủa, hồi sinh nhanh vậy? Cửa kế bên anh à. À. Thầy nó ra đi xa đâu, anh nó kêu em ra rồi. Ôi ôi, cần kia kiếm cái chạc nữa mày ơi. Ờ kìa, trời ơi, của tao á. Nhưng mà cái màu game này nó tối tối thế nào các bạn ạ? Thật sự nó tối luôn á. Nhìn mặt nó thấy ghê thôi, nhưng mà nó hù cũng ghê đâu anh. Thù không ghê, không nó đánh đâu mà. À cho do mình khoác cho cái áo này hay sao á. Khoác áo nào? À không, ba do em nhầm, em nhầm. À vô cửa này, vô cửa này. Đâu cửa đó ra được đâu, cửa đó là mở được đâu, có thẻ đâu ba. À đây cái thẻ bên này nè. Thế nào, bây giờ mình cần thẻ đỏ với một cái thẻ ấy. À đồ của em, đồ của em. Cái đậu xanh. Anh ấy là khu ở giữa rồi bê, khu vòng vòng anh đi hết rồi. Tặng anh hai like. Bố thấy thèm like đi em. À ừ nha. Lẹ 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 anh ơi. Ghê vãi thề. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, anh vô ơi. Nó dí ai đây, nó dí ai đây. À dí anh gồ, thôi em trốn rồi nha. Anh tự xử đi. À. Nổ không? Đúng chỗ tổ anh ơi. Nó chết rồi. Ơi cái thẻ bên đâu, thẻ bên đâu, thẻ bên đâu, thẻ bên đâu. Nào đây, 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 cái cửa đây, cái cửa đây. Ui dồi, cửa xa thế. Ui dồi, cửa xa vậy. Anh đọc tên em đi. Ừ, chào bạn anh Minh, anh Lê Minh nha. Anh vừa chết em ạ. Ủa cái chỗ tôi chết đâu giờ rồi bây. Em nè, em nè. Hình như anh chết trên này thì phải. Ủa? Ờ, à, anh có anh, cái hộp nó sáng lên á, cái hộp nó sáng lên là anh chết chỗ đó. Anh coi có cái hộp nó sáng sáng lên không? Kê 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 kê. Đây nè, đây nè. Đây đây đây, anh thấy, anh thấy, anh thấy, anh thấy. On up. À, đèn pin anh ơi. À, tao biết tại sao nãy giờ mình thấy tối rồi, đèn pin. Trời ơi, hai thằng bây giờ không dùng đèn pin à. Em cũng vậy. Vô 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 vô. Ôi một thời gian không chơi thôi tao bị lú á ba, tao quên hết cái chức năng của game này. Chừng nào ông già chơi Night Security vậy? Night Security để hôm khác bạn, hôm nay có hẹn với người B á. Donate hy vọng được anh ẹp thay em. Không Honey ơi. Tôi bút anh là phải làm việc mà em. Ôi! Ôi trời ơi, sao nó chạy vô đây vậy? Đua. Ơi, ơi. Gì vậy đây? Gì mày? Stamina anh vô. Đâu có stamina, anh đạm gì đó đi. Yo. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, vô. Vô. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ok. 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 À bát rồi, bát là gì vậy? 4809. À, nóng vô được đây anh ơi, nóng vô được. Bấm nó không chính bấm vô sao? Được. À đây 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 đây. À, 4 8 0 gì vậy? 4 8 0 9. Đây rồi, đây rồi. Ui giời. Okay. Ê nhưng mà một xíu nữa mình quay lại đó nha, tại vì mình còn một cái cửa màu đỏ mình chưa giải quyết xong á. Em nghe cái tiếng gì đó. Ấy,
Anh go qua đây. Gì vậy? Đọc cái này. Ôi trời ơi, má gặp mấy con trong Bạc Ti rồi. Em thấy nó quen quen. Ừ, mày nhớ mấy cái con mà Bạc Ti ở trong Escape the Backroom không? À, là tụi nó đúng không? Ừ, đúng vậy, chính tụi nó. Em vào trễ ra. Không sao, Minh Hoàng Kim Nguyễn ra vào trễ sớm không quan trọng em à. Quan trọng là mình có coi, mình ủng hộ nhau và mình có bấm like là ok em nhé. Trời ơi, em quên like nữa. Mày like đi. Cái cờ bơi ơi. Anh phải nhắc rồi. Bên này có cái cửa nè cờ bơi. Hay là bây giờ mình đi kiếm hết đồ trong đây xong mình vô cái cửa đó ta. Oh, ôi, shit. Ơi. Vô đây, vô đây. Vô đây anh. Bị xì rồi. Ê, nó phải trốn chút. Sao biết nó lại? Anh nghe tiếng thở không? Gần ấy. Gần chưa? Đó. Đợi tao tiếng đi. Đúng rồi, nó gần anh. Nó mà bước vô đây là chỉ có một là tao, hai là mày thôi nè. Ở đây bước vô đây thiệt. Ở kìa. Không, sau lưng em. Không, sau lưng tao chứ. Sau lưng tao. Bên đây nè. Sau cái tường này. Trái nè. Thì nè, đang sau đây nè. Đúng rồi, đang ở đây nè. Rồi đi xa. Sợ dữ ta. Em coi check ở đây có cái gì không. Ơ, anh không có cái tâm hết ta. Cái game này anh không thấy có tâm mày ạ. Bên kia cũng đâu có tâm đâu. Game phải game bắn súng thôi, anh đòi có tâm. Có tâm để còn check đồ chứ mày. Ở đây có này để núp hết ta. Ờ đúng rồi. Em xí cái tủ này trước nha, hồi là của em nha, anh không được chui vô. Kiếm anh này. Bây giờ đi kiếm cái gì mới quan trọng nè. Ờ đúng rồi. Không có đi mò hết đi anh. Kiểu gì cũng có cái đồ lại. Tao nghe tao, nghe tiếng anh nữa, nghe tiếng nữa. Bye bye anh vô. Không, nó chưa tới. GB, bên đây có cái phòng này nè GB ơi. Không. Ui. Anh ơi, mấy con gì kìa. À, bấm mấy cái nút GB ơi. Ôi trời ơi, cần bật điện. Mình cần bật điện, cần đi bật điện hả. Từ nó tới GB. Núp. Em nghe nó không đi vô đây đâu. Ê, anh chưa thấy hình dáng của nó luôn á, ghê vậy. À, anh GB ăn cơm anh chưa hả? Ủa, tao thấy nó rồi mày ơi. Ơi, tao thấy nó rồi, từ tao thấy nó rồi. Chưa ăn. Cái con nãy anh. Nhưng mà hai cái thằng này sao anh? Bây giờ mình cần à, phải... đâu? Hai cái thằng... Giống mình. Ấy mà. Nó giống mình. Đúng rồi, nó giống mình mà, chứ không phải con kia đâu. Ủa, nãy mấy cái nút này em tưởng là mấy cái nút đóng cửa chứ. À không, GB ơi. Hả? Bây giờ mình cần đi bật cầu giao điện GB ơi. Ủa, khoan từ từ. Mày đâu rồi? Ủa, được. Em nè. Cần đi bật cầu giao điện GB ơi. Ủa, có điện rồi mà anh. Chưa. Hồi nãy bấm cái nút nó kêu là cần điện. Ok. Ê. Cửa kìa. Không, ở đây lựa đây. Ê này sao giống level cũ quá vậy? Ở kìa anh go mở ra cho em vô. Ê anh mở ra. Ê này giống level cũ vậy, bữa mình đi gọi mình đúng không? Là sao đâu, cái này mới mà, cái này anh chọn bắp 2 mà. Bắp 2 đúng không? Ừ đúng rồi, ê đi lên cầu thang nè, đi đâu vậy? Không, cái cầu thang nãy mình đi á. Ê nè, chỗ cũ nè. Ủa? Lâu rồi chưa thấy anh mở phòng cho fan vào chơi phòng gì em. Đó giờ anh livestream là chỉ có mini world mới mở phòng thôi mà. Nè, cái phòng này là hôm bữa mình thắng nè đúng không? Ủa phải không ta? Phải, cái phòng này bữa mình thắng này mình chạy qua đó xong mình bị dí đó. À đúng rồi, ui phóng xạ anh ơi.
Mình nhìn mày chạy buồn cười. Từ từ hình như bây giờ phải xuống dưới tìm tìm cầu giao điện mày ạ. Ủa em tưởng hôm bữa mình chưa thắng chứ. Đâu đây nè, hôm bữa mình xuống dưới đây đúng không? Xong mình đạp cái này, xong rồi mình chạy qua bên đây, xong rồi mình nhảy xuống dưới. À. Mình nhảy xuống dưới rồi mình qua cái level ấy nè. Giờ mình đi đâu tiếp anh? Bây giờ đi bên level này kiếm cầu giao điện. Kiếm nãy giờ là không thấy gì đó. À, có cái cửa đây nè kìa bây. À đây rồi, cầu giao điện. Đây rồi. Ui ôi, phải kiếm cầu chì rồi bé. Trời ơi, kiếm như thư quá vậy. Ủa, anh ơi, 19 ngày tới sinh nhật em rồi, anh dùng giọng thoại để chúc mừng sinh nhật em được không? Chúc mừng bạn thi tên sinh nhật vui vẻ cho bạn. Chừng nào sinh nhật bạn rồi tính sao? Còn 19 ngày nữa mà. Ôi. Ôi. Trời may thế. Bấm kịp. Cái gì mà ký hợp đồng ad pay bay, cái gì mà ad pay 1 tháng 100 ngàn, sao mà tư bản dữ vậy mấy nội. Ồ nếu thế là 1 tháng bay phải trả 100 ngàn rồi. Rồi kệ, kết lâu rồi mà không tính. Tính bây giờ thôi. Phân tích hay quá, phân tích gì? Không, hôm bữa tôi chơi cái tựa game mà livestream của Chiêu La, xong tôi thấy Chiêu La làm game hay vậy. Rồi máy tính này cần bắt cuộc mày ạ, cái máy tính này cần bắt cuộc. Có mấy cái máy tính mình dùng được nhưng mà cần bắt cuộc. Để em giải cho. Anh canh giùm em nha. Ừ, lại. Đang tới. Qua đây. Mấy cầu giao điện ở đâu ta, mấy cầu chì ở đâu ta? Em mở hết thùng rồi, không có. Không, trên mấy cái bàn làm gì có nè, Chứ mấy bạn làm gì có đồ rồi bé ơi. Em đang nhìn. Anh nhìn mấy cầu chì trên đây. Ê, nó ngoài. Ủa đi với anh á, ơi nó dí em chết cha. Sợ nha ba. Cái gì mà sao nó cứ đuổi em hoài vậy, em có nhìn nó đâu. Nó thấy mày là nó đuổi mà, nó phải con kia. Ủa nhưng mà em đứng sau lưng nó mà tự nhiên nó quay lại nó bật em luôn. À quên, hôm nay trên kênh chính của tôi vừa mới xóa video anh em mà tôi để lộn thâm má cái đậu xanh. Tôi để lộn thâm video hôm kia. Rồi. Anh ổn không? Ổn, tao chạy được. Tao vừa mới hát não đó mày, tao chạy được. Tí anh cần phải vô phòng phân rồi nhấn nút để làm bể bóng rồi tìm hộp quà nến. Độ khó sẽ tăng dần. Shit. Sao thấy độ khó tăng dần nghe ghê quá vậy bây. Go. Vậy vô nhấn lại thử cái nút nãy đi. Cần điện, hồi nãy nhấn rồi, cần điện. Nhưng mà anh tìm được cái cầu. Anh tìm được cái cầu chì luôn rồi. Nhưng mà cái cầu chì bây giờ nó kêu là phải đi tìm anh tìm được cái cầu giao điện luôn rồi, nhưng mà bây giờ nó kêu là phải đi tìm cái cầu chì. Rồi anh có cầu chì chưa? Anh không biết cầu chì nằm đâu nè. Dạ anh chưa có à? Chưa, mấy cầu chì kiếm đâu vậy anh em? Ôi! Trời ơi, thời em lại nó luôn á, đuổi em hoài à. Dạ nó đuổi rồi bê, tôi sẽ có cơ hội để tôi đi tìm cầu chì anh em ạ. Find the exit. Tìm lối ra.
Ủa cầu gì là phải kiếm hả anh? Ôi hình như anh kiếm được cái mật khẩu nè GB ơi. Thôi thôi để em rửa vết thương ấy. Ủa chứ mà nó mấy cái cầu chì lên anh luôn. Cái gì vậy? Bốn cầu chì. Trời ơi, đuổi em hoài thì em vừa ra luôn á. Start turning the number, cylinder to left or right, then turn it to the other direction, then turn it to the other direction again, and so on. À hiểu. Rồi tiếng Anh hay dữ, đọc không hiểu gì. Số nào số đầu tiên ta? Đầu tiên là số 5 nè. Số 5 là qua bên trái. Số 5 qua bên trái. Số 4 qua bên trái. Số 1 qua bên trái. Ủa? Số 2 đầu tiên hả ta? Phải không? Ủa số nào đầu tiên vậy? Từ Tao nên dùng Google dịch. Tại nãy tao đọc xong rồi tao cũng ế hiểu mẹ hết. Nhưng mà từ tao đọc dùng Google dịch cái đã. Google dịch: sức mạnh của đồng tiền. Cách đặt mã: bắt đầu đánh số sang trái hoặc phải, sau đó chuyển nó sang cái khác, phương hướng khác. Cũng vậy ba. Anh ơi, anh Hằng ủi ơi, làm đội trưởng đội hát và nhảy của trường rồi bị ép làm liên đội phó nữa, mệt quá anh. Trời ơi, quan trọng là em muốn làm thì em làm, không muốn làm thì em từ chối thôi. Ai ép được mình? Trời ơi, mình không muốn làm ai ép được mình? Đúng rồi. Anh cũng không có lời nào để an ủi được em nữa, tại vì căn bản là cái đó là. Ủa, do lựa chọn của em mà. Cái máy tính ở đây anh go đi đâu á? Lo rồi, nữa rồi. Mình có số 5, 3, 2, 4 à. Anh gỗ đâu vậy? À khoan, từ à số 1 là đầu tiên. Từ từ nha. Số 1 nè. Từ từ đợi xíu. Qua trái. Trái 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 trái. Phải. Trái 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 phải. Trái. Trái 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 phải trái. Trái 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 trái. Số 1, số từ. Số 1 nè. Cái này làm sao anh em? 4 đầu tiên hả? Số 4 đầu tiên hả? Em nên bỏ toán theo lý không anh? Tự nhiên em thấy lý dễ hơn toán. Lý khó hơn toán hả mày? Lý đâu dễ hơn toán ba? Đúng rồi, lý khó hơn. Ừ, lý khó hơn. Lý khó hơn. Tại vì á, trong toán không có lý, nhưng trong lý sẽ có toán. Hiểu không? Bây giờ em chưa học cao nên em thấy là lý dễ thôi. Nhưng mà lý mà em học lên cao cao, trời nó khó lắm. Tin anh, hồi xưa là anh chuyên tự nhiên nha. Số 4. À số 4 đầu tiên, à mũi tên số 4 nè. À, trái, 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 trái. Anh Go ơi. Hả? Em mới phát hiện ra một cánh cửa mới. Cửa gì? Màu xanh nước biển, anh thấy chưa? Chưa, anh đang đi vô cửa màu đỏ, anh đang giải mã cửa màu đỏ nè. Mày vô cửa xanh nước biển mày giải mã đi. Đồ nét sao vậy anh, cái link ở dưới em ơi. Nó không cho mở anh ạ. À. Nó có mật khẩu rồi, cái hướng mà nó không cho mở. Từ từ nha, đầu tiên là số 4 nè. Số 4, xong rồi lắc qua bên trái hả? Số 4 xong lắc qua bên trái hả anh em? Bốn nè, một nè, năm nè, hai. Ok, 4, 1, 5, 2, mà quan trọng là bây giờ là vị trí lắc anh em ạ. 4, 1, 5, 2, 3. 4, 1, 5, 2, 3, bây giờ quan trọng là vị trí quay nè. Bốn
1. Anh Go ơi, em muốn về 5, với anh Go. 2 3 Ok. Nó cao chỗ này hoài. Số 4. 1 5 2 Ủa anh ở đâu vậy? Ở kìa. 4 1 5 2 5 2 3. Ừ nè, anh đang trong cái cửa màu đỏ nè. Sao nãy giờ nó không dí anh? Anh ở trong đây là cái chỗ nó riêng biệt luôn, nó không ở ngoài. Anh đang giải mã trong này nè, mày đâu? Cái thằng này nó có đứng ở cửa hoài em không ra được, nó đứng đây hoài luôn á. Oh shit, nó thấy tao rồi mày ơi, rồi nó đi rồi, mày ơi. Ok, trời nãy giờ nó có đứng hoài em không ra được, em cứ ra rồi nó dí em vô, chết rồi, sao mở anh hết hổn rồi, tao mở tao hổn quá tao bị chửi tao hoài, mấy bữa mở tao hổn là tao bị chửi tao à. Mày bảo tao hổn đâu? 4 5 1 2 3 gì, 4 5 1 2 3 từ từ đọc lại nha. 4 nè, vào đây, 1 nè, 5 nè, 2 nè, 3 nè. Toán em học chuyên rồi nên thấy lý dễ hơn. Trời, hồi xưa là anh chuyên tự nhiên, là anh học cả toán lý hóa, là anh thấy là khó nhất là môn hóa nè, xong rồi tới là lý xong rồi mới vào được toán. À, toán hồi xưa là anh học hơi bị đỉnh đó. Ủa chị, anh giỏi nhất môn nào anh cô? Anh giỏi nhất môn thể dục. Đấy. Giỏi thể dục đó là sao không? Thể dục em cũng giỏi. Ok, số nào ta? 4 4 1. Em muốn giải, cho em giải với. 5 Ok. Em giải cho. Không đúng mà ta, sao không được ta? 4 1 5. Ủa em tới cái phòng màu đỏ rồi sao không thấy anh ta? À trời ơi, phải cái đó số 3 đó này mà vãi thật. À, lấy được một cái motor view. Cái gì đây? Ủa hóa dễ mà anh, hóa em học lớp mấy? Thật ra hóa nó sẽ dễ đối với những người mà năm cấp 2 xuyên học. Còn mà mày đã mất cấp hóa từ năm cấp 2 rồi lên cấp 3 khỏi học luôn. Ủa cái này là cái gì đây? Information Divide to show your where the... À cái này là để kiểm tra là con quái nào gần nhất với mình. Use. Ủa cái gì mà có amon ú ở đây nữa vậy? Use the decode to the reset code of the main PC. À, cái này là ký hiệu để reset PC này mà. À, hiểu. Này cậu ơi. Sao có ký hiệu nào mày đã từng thấy mấy ký hiệu này lần nào chưa? Ờ. Ủa trời. Trong phòng này ba con quái vật cậu ơi ạ. Ờ, chưa thấy anh ơi. Ủa là ba con giống nhau hả? Ờ. Trời ơi, bỏ sao nãy giờ em đi đâu cũng thấy á. Đi. Chịu anh ơi, em chưa gặp mấy ký tự này bao giờ. À... Ủa nhưng mà mấy cái tự này liên quan gì anh? Em giữ mấy cái tự đây, em giữ mấy cái tự đó để mà em hồi nãy em thấy cái máy tính mà ở đầu đầu ấy không? Em thấy. Ừ, cái đó là cái code để mở cái máy tính đó, để reset cái password của máy tính. Ok. Đi ra. Ôi trời. Chết rồi, em bóp em rồi, em tự bóp rồi. Sao vậy? Em tự đóng cái cửa lại. Chui vô phòng đóng cửa được mà. Thì em chưa chui vô nhưng mà em đóng cái cửa lại cho nó cắn. Ký hợp đồng đi anh, đảm bảo vui lắm. Thôi không ký hợp đồng được em ạ. Hợp đồng là cái gì cũng phải gõ gà em hiểu không? Hợp đồng mà đọc không kỹ là bị lừa như chơi á. Tôi bị gọi tôi biết. Em lên năm 2 đại học rồi, em thi trung học phổ thông quốc gia 9 điểm hóa cơ. Uầy, em là quái vật à? Mày học hóa ghê vậy?
Nó chưa đi anh trai ơi, đừng có ra. Ôi trời, nó mở cửa vô chơi em luôn. Thôi mày bảo nói thiệt là môn hóa muốn học dễ là cấp 2 anh em phải xuyên. Anh em mà năm cấp 2 mà anh em học hóa mà anh em mất gốc cấp 2 cái lên cấp 3 khỏi học luôn. Nó cái tiếng gì vậy? Nó đi chưa? Nó chưa đi. Em, nó giết em. Kêu mày hả? Em đóng cửa lại rồi, nó mở cái cửa ra nó chơi em luôn. Mày còn mấy lần, mày còn mấy lần vậy? Em còn 7 lần. À, vậy là mỗi một trận nó sẽ reset lại. Chỗ của hai con khó nha anh, vì phải làm tắt nến ở thời gian cụ thể. Chỗ hai con nào? Hai con ngồi trên mạng đó hả? Em là đứa làm mất cấp hóa nè anh sồ, năm nay gáo ọp rồi. Không, thật sự là nếu như mất cấp hóa cứ qua học xã hội thôi. Thế. Vô hình như nó qua chỗ anh á. Ừ, tao thấy rồi, tao nghe tiếng nó đang ở gần anh nè. Má đang đứng ghế bên. Bắt ma đi, bắt ma đêm khác em mà. Hôm nay mình đang chơi game này mà. Ui ôi, đang dí mày đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Em không thấy cái tủ nằm đâu hết thì em không có muốn chết nữa đâu. Em sợ cái mang mặt nó rồi. À, bây giờ GB bắt đầu sợ rồi anh em ạ. Ê, em đứng ở ngoài cái à đây đây anh đây. Ê em giải nha, em giải nha anh Go. Ừ giải đi. Anh canh giùm em nha. Ừ đây để anh canh nha. Anh cho em miếng đèn. Ôi đang qua, đang qua, đang qua, đang qua, ở qua kìa, rồi. Ơi. Ở kìa, ở kìa. Ủa, thấy anh lúc nào? Ai da? Cửa đâu? Cửa đâu? Cửa đâu? Anh cửa đâu rồi? Cái cửa đâu? Bây giờ phải tìm mấy cái cầu chì đúng không anh em? À đâu? Ơi đậu xanh tao có cầu chì rồi bơi ạ. Ở kìa, trời ơi. Anh có từ lúc nào đi? Cái cầu chì này mình có từ cái lúc mà hồi trận trước mà mình đi tìm á. Má tao quên luôn, ba tao quên luôn á. Rồi sao anh không dùng đi? Bây giờ mới thấy, bây giờ mới bật tab lên coi thử, giờ mới thấy cầu chì nè, báo quá, tao báo quá bây giờ. Nó chơi em 4 lần rồi. Thấy thấy mày nè. Nó chơi em 4 lần rồi, tại anh đi. Năm nay em 12, năm cuối học sách cũ này anh sò mà muốn ngáo ợp mấy em 12 sắp học chương trình. Ôi ôi, nói chung là chương trình nào cũng thấy thôi em ơi. Rồi cũng sẽ tới lúc phải làm quen thôi. Anh ơi, đi qua cái phòng đó anh ơi. Đây 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 đây. Một lúc bên đây. Ê, như bật cùng lúc hay gì vậy GB? Mày đứng bên kia mày bấm thôi. Ok ok. Rồi cho bày 1. Đếm em. 2 3. Ôi, nó mất ba cái cửa rồi. Let's play Bob them on or die. Anh ơi, phá anh ơi. Ôi, đi phá. Ôi, không làm bể hết là mình đi á rồi ơi. À, phải làm bể hết à? Ừ, làm bể hết, không là mình đi á. Còn cái. Rồi bể hết rồi. Rồi hay quá. Ngon. Trời ơi, bạn là dễ mà anh em. Ờ có đủ nữa hả? Đó. Tôi thở miếng được không? Ừ, hết stamina anh ơi. Cũng dễ anh à. Ừ, cũng dễ mà. Cũng dễ. Khó đâu anh em, dễ mà dẹt. Rồi nữa rồi. À, như mấy cái bong bóng nó càng ngày càng di chuyển nhanh lên phải không? Không, nó càng ngày càng nhiều hay sao? Anh thấy nó còn di chuyển nhanh nữa mày ạ. À da. Gì vậy, bị gì vậy? Em bị, em không biết đâu, em bị cái bong bóng nổ. Xong rồi em mất máu. Let's play Find Your Gift Stand to Play. Ê, đứng đây để chơi này. Oh shit. Rồi cái này chơi sao, cái này không biết chơi anh ơi. Mày cung. Chia ra đi ha. Ồ, chia ra đi. Ê, đậu xanh có thời gian mày ơi.
Ủa sao em không thấy ta? Em đâu có lấy thời gian đâu anh Go. Mày nghe tiếng tích tắc không? Em nghe. Em nói nó càng ngày nó càng khó thiệt ba. Chị nút lại cái lời gáy nãy của mình nha, em nó càng ngày nó càng khó thôi. Đừng có chạy hết stamina rồi bây giờ, mày chạy một xíu xong mày nhả ra. Chết cha rồi, tìm được mấy một hộp à. Ê, mới mở thêm cái hộp gì á. Ủa gì hả? Bây giờ đủ rồi. Ê, đi 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 đi. Có quái màu đỏ là có quái anh à. Em mới mở thêm hộp rồi, ủa mà hộp đó hộp gì vậy anh? Hộp quà. Ờ như tao nghe nó mấy đi. Hộp mấy hộp vậy? Hai hộp anh mở một hộp, mày mở một hộp là đủ rồi mà ta. Ok ok. Nó đang đi đúng không? Nó đang đi đúng không? Đúng rồi đang đi đang đi. Em chú còn... ý con này là con gì nha. Ê anh. Ui. Lấy cái máy anh coi đi. Ui ơi còn mê cung tàng hình nữa hả? Cái gì mà mê cung tàng hình nữa? Bây giờ làm gì anh em? Giờ làm gì anh em? Hình như bây giờ phải đi về đúng không các bạn? Thôi không, đi kiếm đường ra anh ơi. Nó rung chuông rồi bạn em. Em đã có đây. Hai con, hai con. Hai con á. Hai con, hai con, hai con. Anh Go lấy cái máy kia ra dò đi. Đây anh đang dò, anh đang dò, anh đang dò. Ok đi xa khỏi chỗ anh rồi, mày đâu rồi? Mày đâu rồi bê? Em đây, 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 đi xa, đi xa. Từ từ, từ từ. Ủa anh đâu rồi? Anh đây, anh đây, anh đây. Đường nào? Nó bên đó, nó bên đó. Chui đây trốn, chui đây trốn, chui đây trốn. Nó cách mình 9 mét thôi. Nó cách mình chỉ có 9 mét thôi đó. Rồi đi xa, đi xa, đi xa. Đi lên đây. Cái đường về anh nhớ bên đây nè, nhớ bên đây nè. Ôi, em kiếm được cái phòng anh Go ơi. Phòng gì? Ôi, trời ơi, thôi xong rồi. Nó chạy. Bây giờ kiếm gì mày đi? Giờ kiếm gì? Cái phòng này là cái phòng nãy anh lấy hộp quà đầu tiên nè. À, ba hộp được anh ơi, ba hộp được. Đâu hồi nãy nó lấy 1/2 mà. Ủa 1/2 hả? Ủa vậy lấy xong thì nó phải... Em nhớ lấy xong rồi nó phải mở hết cho mình luôn á. Mở mấy cái mê cung này ra nè. À là tìm hết hay là còn quà hả? Không, hồi nãy em một hộp rồi. Anh một hộp rồi là hai hộp rồi đúng không? Ừ đúng rồi. Ủa hay là mỗi thằng một hộp? Hay là mỗi thằng hai hộp? Ờ đúng rồi ha. Hay là mỗi thằng hai hộp ta? Hồi nãy em nhìn không rõ anh ơi. Thôi em đi kia vậy, đi kiếm tiếp ha. À đây 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 đây. 2/2 rồi. Mày nãy 2/2 chưa? Rồi em 2/2 nè. Ấy ừ, được rồi. Được rồi. Nice. Trời ơi, vậy cái hộp của anh thấy nhưng mà anh chưa bấm mở đúng không? Không, anh bấm mở rồi nhưng mà phải mỗi thằng hai hộp. Ấy nữa, đi tìm, đi tìm. Ủa cái gì đó vậy? Cái gì mà nhanh dữ vậy? Anh Go ơi, khó quá anh Go. Khó quá. Ngồi nữa rồi, nữa. Nữa rồi. Đây cho tôi được một hộp rồi nè. Ôi bây giờ là ba hộp mày ơi. À giờ là ba hộp. Cái con này ghê không mày? Em chưa... À không, là cái con màu vàng á anh. Ê, 2/3 rồi, một hộp nữa.
Ui nó thấy em chết. Đây anh cũng 2/3 rồi. Mẹ bây giờ bao nhiêu con đây? 3 con à. Rồi em trốn cái. Hai con. Đừng có vô đây nha mấy quỷ. Ok đi xa. Shit. Nó gần em anh ơi. Rồi, vô bị giấy rồi chạy. Rồi chạy được rồi, chạy được. Ôi, cái lúc mà nó thấy mình là nó sẽ dùng bong bóng để choáng mình lại à. Phải không? À, không, hồi nãy nó gặp em nó đập thẳng luôn. Hồi nãy nha, anh bị bong bóng chặn đường lại. Đi không được. Quà đâu. Bên em toàn đường cục không à. À đây, anh 3/3 nè, còn mày ơi. Không. Anh 3/3 là em cũng 3/3 luôn. Ok vậy. Đấy, xong rồi nè. Ê, cái bóng nè. Ê, nó cầm bóng tới nè. Ừ, đúng rồi. Let's play below the candle. Ê cà bê ơi, bây giờ là thổi nến rồi cà bê ơi. Qua đây, qua đứng cà bê ơi. Ok. Anh đâu rồi? Đây, thổi nến, bắt đầu thổi nến nè. Shit. Bên phải em có người. Thổi nến. Ui cái mày cung tàng hình mày ơi. Ủa thổi sao anh? Đi tới gần cái nến xong rồi bấm chữ E thôi. Nhưng mà cái nó có mê cung dưới chân nè. À mê cung tàng hình, à mê cung tàng hình. Đây anh thổi một nến bên đây rồi, còn một nến bên kia. Bấm nhìn lên. Cái mê cung này không khó với mình anh à. Đây con nó bắt đầu đi rồi mày ơi. Bên đây không vô được anh ơi. Từ từ bây giờ mình phải bình tĩnh, mình coi cái đường nó đi ở đâu. Có mấy cái vạch ở dưới này nhưng mà khó nhìn quá. Phải không anh? Đây rồi, đúng rồi, nhìn mấy cái vạch này á. Đây anh biết cái đường đi qua để thổi cái nến rồi. Đây, anh đang qua. Anh thổi em nhìn không ra. Ở đây qua chỗ mày kìa bơi ơi. Rồi ok anh thổi rồi. Đứng yên rồi. Tiếp kìa kìa bơi. Cái là cái gì anh? Thổi nến tiếp. Ok. Trời ơi. Nhiều nến thế. Con này okay, thấy mình mà đóng giếm mình được. Ủa thổi lúc nào anh? Chữ E. Chị vô cái nến thôi mà chữ E. Rồi ok. Sao anh làm lẹ vậy? Ê còn cái nến ở trong kìa. Ủa? Hình như anh nhớ đường đi vô trong nè. Sao mày bên sao mày đứng đâu rồi? Em bị kẹt. Rồi, ok. Ok. Ôi trời. Gì vừa nổi á? Cái gì đây? À cái bong bóng anh à. À lấy được cái thẻ đỏ rồi cậu ơi. Đi. Đi ra cửa. Ui nhanh. Nhưng mà đi đường nào anh có thể dắt em ra. Đường bên đây. Bên đây. Lùi về. Bên đây. Ờ. Dậy lên cậu bơi ơi, có thời gian cậu bơi ơi. Gì vậy cậu bơi? Em bị kẹt nó ơi.
Mày sao đi vô đó? Lộn đường rồi. À chết, đã giờ em quên bật đèn pin. Trời ơi. Bảo sao em bị kẹt hoài. Đi đi lùi. Ra ngoài cho mày kìa. Chạy nhanh. Còn lâu. Đường cột, đường cột. Đây anh rồi, đây. Tôi ghi anh go, em hơi báo, em quên bật đèn pin. Trời ơi. Cái con này tới cái màn này là nó đi xuyên qua luôn mày ha. Ủa? Phải nồi đi xuyên qua luôn á. Ừ, tấm màn này nó đi xuyên qua từ. Ủa anh ơi, bây giờ nó cam cho nó sao qua anh. Không, nó đứng yên rồi. Em chạy cửa luôn nha. Ôi chết. Qua trái, ừ đúng rồi. Cứ đi theo bên đó. Ừ, đi tiếp. Anh lùm lại đồ chưa? Rồi, vô. Đóng cửa. Đóng cửa. Không, đóng cửa. Mình mới tìm được một cái thêm màu đỏ. Cái thêm màu đỏ, đi ra ngoài. Ủa, thêm màu đỏ, anh mở cái phòng màu đỏ chứ đúng không? Ờ nha, ở cái thêm màu đỏ cho mở cái phòng của mày, cái cửa màu xanh dương á. Xanh dương hả? Đi. Rồi, chỉ đường. Ủa trời. Ôi, quên. Xanh dương trong đó anh ơi. Trong đó, nó cắn em rồi, anh đi, nó cắn em rồi. Nó cắn em chết luôn rồi anh rồi. Cửa xanh dương. Xanh dương trong đó đó. Ủa anh thấy cửa xanh dương ở đâu rồi bây? Từ từ, để hồi xin đừng chỉ ra. À đây anh thấy cửa xanh dương rồi. Okay. À không, cái thẻ mình thẻ đỏ á. Vậy sao anh bảo thẻ đỏ mở cửa xanh dương? Ủa mở cửa đỏ chứ, mà hồi nãy cái cửa đỏ là cửa nào anh? Anh nói anh thấy mà. On a set card for the electronic red door. À, cái này cho cái cửa màu đỏ của cái phòng điện. Trời. Ôi trời ơi. Ủa cái phòng điện mà mình mở ra mà ta cho cái phòng điện là sao ta? Em đi GB, nó có một mình nó sợ quá GB. Em còn sợ hơn anh nữa nè. Không hiểu sao nó tàn dí em không nha, sao em không thấy nó dí anh á. Có mà, nó có dí anh mà, chẳng qua anh nó không có thấy anh ơi. Ghiến nhẹ ghiến chứ em ghiến phải cướp kề. Em phới mà nó dí em hoài. Ê chị không lại, chị không lại, chị không lại. Đây. Không, cái cửa xanh dương không phải, Ủa đồ em mới cần lấy lại đồ. Cái cửa electronic là cái cửa ở đây. Anh go em mất hết đồ rồi. À đây. Đúng không ta? Cái này để làm gì anh em? The safe card for electronic red door. Red door, bây giờ phải tìm cái cửa màu đỏ. Cửa màu đỏ là cửa nào nhỉ? Lấy lại đồ chưa? Giờ em lấy lại rồi. Bye anh, em ngủ mai đi học. Ok, ngủ đi em ơi. Ê, nãy mày giải xong cái PC chưa? À, chưa. Ờ, đúng rồi, em nghĩ là phải giải anh à. Khoan, từ nó đang tới, từ. Mày đâu rồi? Rồi, nữa rồi. Ê, em giải nha, anh canh giùm em nha, nó trong đây nè. À đây. Bên phải em nè. Ôi ôi, Red Door giải nha anh con này. Hả? Em giải. Anh đang tới. Nó đang tới rồi bây ơi. À không, cái con nó còn ở trong phòng kia, nó chưa tới. Giải đi. Ok. Giải được không? Ê, nó tới. Rồi nữa rồi. Thề. Sao nó dí mày không vậy? Trời ơi. Thằng này nó dí em, nhưng mà nó chặn ngay cái cửa, em đi không được luôn.
Ủa nơi sao anh giàu vậy, không có tiền trong túi luôn hay giàu gì má? Rất là nghèo nha. Không đi thang máy về được. Ờ nãy mình thấy có một cái mình chọn e ở đây. Chết rồi anh Go ơi, em còn có 3 lần. Không sao không sao, qua được màn này là được hồi lại rồi. Má bây giờ cái thẻ này dùng để làm gì vậy nè? Anh canh giùm em nha. À dùng để mở cửa đỏ tầng dưới, ok để anh canh nha. À thẻ này dùng để mở cửa đỏ tầng dưới, không liên quan tới tầng này rồi bây à. Giờ phải giải máy tính rồi. Ok. Giải được không? Em bấm đợi á. Cái đậu xanh. Đâu mày đưa anh coi thử, tờ giấy. Không được anh ơi. Mày đưa anh coi thử tờ giấy. Khoan từ 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 từ, để à, nãy em chưa coi, để em coi sơ qua cái. Nó thì gờ bê, nó tới gờ bê, nó tới gờ bê. Gờ, từ từ, để em coi cái. Bên phải. Nó ra kìa. Thời, em hứa với anh luôn á, em chạy không thấy một cái tủ nào. Thời, em rất là bực. Em rất là bực luôn. Em lại chết rồi. Ui trời ơi à. Trời ơi cái map gì mà hai con nhưng mà nó cho có mấy cái tủ à. Ui quá ghen vãi chị à. Map art là gì anh? Anh không biết đâu, map art là gì? Má là gì? Anh đang lú lắm em ơi. Em hỏi gì vậy? Anh biết trả lời gì đâu. Anh đang là gu lú rồi. Mày đâu rồi GB? Thôi bây giờ tôi em đang quay lại. Bây giờ mày đưa tờ giấy anh đi để anh giải cho. Bây giờ là mày chỉ cần ngồi để mày hồi máu thôi. Chứ bây giờ mày đi mày chết nữa là hơi căng á. Đây anh lấy mọi tờ giấy anh đọc cho. Hình như bát đó là G à, từ cái máy đâu rồi. The Net Document. Anh ơi GB tên gì anh? GB tên tên Phót nha em. The Net Document Represent The Current Code Coding The Adi Becedari Use for. Tao dùng Google dịch luôn cho nó nhanh mày. Tài liệu tiếp theo thể hiện. Có gì vậy? Tài liệu tiếp theo thể hiện các mã hiện tại theo tu viện được sử dụng để giải mã đặt lại PC 9. 1 2 3 6. Anh Go ơi, 1 2 3 6. Anh Go ơi, đưa giấy đây anh Go ơi. 1 2 3 6. Nó không có, trong đây không có. 1 2 3 6 là chữ gì? Nó có số ở trong không? Không, nó không có số. 1 2 3 6 4 anh ơi, 1 2 3 6 4. Mày đọc ở đâu vậy? Anh đưa đi, anh đưa đây em nhìn cho. Mày đọc ở đâu vậy? Khoan, từ từ lại nữa. Ở trên cái máy tính á, ở trên cái máy tính nó có số á. À, anh cho em cho coi lại em coi lại cái anh. Nè. Ủa số trên máy tính mày nhìn đâu vậy? Cái bàn máy tính anh nè, ở đây nè. 1 2 3 6 4 chứ. 1 2 3 6 4. Em không biết nó có liên quan gì không hả? Map art. Ủa mà map art là gì? Tôi đang chưa hiểu map art là gì á.
Ơi. 1, 2, 3, 6, 4 này nó có liên quan tới màu không ta? Trên máy tính có mã màu. Màu sẽ có trên máy tính. Trong ô màu có ký tự. Ký tự giải mã. Trên máy tính có mã màu. Màu sẽ có trên máy tính. Trong ô màu có ký tự. Ký tự giải mã. Rồi ơi. Hả? Trên máy tính có mã màu. Màu có trên máy tính. Trong ô màu có ký tự. Ký tự dùng để giải mã. Ok rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Màu vàng là 1. 2, 3. Ê, có số 5 nữa nè. 1, 2, 3, 6, 4, 5. Từ màu vàng, chữ cái đầu của màu vàng là gì? Bấm theo chữ cái theo số thứ tự trong tờ giấy thử đi anh. Sao bấm được má. Ủa, số 4 là màu gì anh? Số 4 là màu nâu. Màu xám chứ. Ờ, màu xám. Số 5 là màu nâu. Màu xám tiếng Anh là gì? Màu xám tiếng Anh là brown. Brown, à là bê đúng không? Còn màu nâu? Ở đâu, màu xám tiếng Anh là grey, G. Ừ, màu nâu anh. Green. Ê, màu trắng trước chứ. Không, theo thứ tự 1, 2, 4, 5, 6 mà. À, 4. À, màu nâu là bê. W. Được. Ôi. Không được. Khoai màu nâu rồi, màu đó màu cam. Nó dí tàu. Thắng rồi. Thắng rồi gầy luôn mà. Ê. Ui dồi ôi, sao mày lại đi sau lưng tao? Gì? Ui, không được. Gì vậy? Xám là gray. Xám là gray, ok. Xuống cửa hầm chơi. Xuống cửa hầm mở cửa đỏ. Còn muốn win sớm thì thì giải máy tính hả? Là sao? Là giải máy tính là win luôn hay là phá đảo game luôn hả? Màu có ký tự trên máy tính khác. Ôi trời ơi, GB ơi. Đi tìm mấy cái máy tính khác nó có mã màu trên đó GB ơi. Alo. Căng à. Vậy phải nói lại. Đi, đi kiếm anh ơi. Nó có dán mấy tờ giấy đúng không? Ok ok, để tôi đi tìm. GB ơi. Em nghe. Em dùng giấy hoặc cái gì đó em nói là nha, để đến đi tìm anh đập xong rồi em ghi lại. Sao em nhớ. Nữa hà vậy mà cũng mất miếng máu chứ. Ăn gì anh câu ra mà. Sao con này ngon. Ok ok, cảm ơn em. Em cũng hơi đói. Má anh hết nước chợt hương luôn rồi.
nó chọn địa lý, nhưng tại sao không tìm được vị trí vào team go? Tại vì team tôi là nó không nằm ở trên bản đồ vị trí Việt Nam, mà nó nằm trên bản đồ sinh học nha. Tìm được gì chưa? Màu vàng là G. Màu xanh là Z. Ở đâu? Màu xanh là F. Màu cam. Lại nè. Má. Màu nâu. À, màu nâu, cái thằng nào cầm là... cái tờ giấy là tự ấy rồi. Ê, ê mày nhớ thôi. Mày nhớ cái phòng mà mày nhớ cái phòng mà màu đỏ đỏ mà anh em mình vô để giải mã cái gì, cái phòng mà mày bị tụi nó dí xong nó mở cửa nó vô nó cắn mày, nó nhớ không? À em nhớ. Ừ, đi qua phòng đó. Ok. Chết rồi, em đi rồi, không còn cơ hội rồi. Môi được rồi. Bỏ ơi, tha cho em đi. Em đau lắm rồi. Còn mấy mạng vậy? Một anh ơi. Đúng không mạng hả? Đúng mạng, từ từ đem đi kiếm cái phòng đó nè. Nè bên đây nè. Qua đây coi xong nhớ luôn đi. Mày đang cái dạng hồn ma, mày qua mày coi luôn xong nhớ luôn. Em biết rồi, biết rồi. Chị chích lõi. Tao đang đứng trong phòng á. Em thấy. Ủa? Đúng không? Tao đang đứng trong phòng, mày thấy tao không? Mày thấy anh không? Ủa? Anh Go ơi. Hả? Cái phòng này mình chưa vô đúng không ta? Hôm nào? Cái phòng mà có... cái phòng hồi nãy của hai cái thằng mà nó ngồi trên cái bàn á sinh nhật á, bên trong đó có một cái phòng nữa anh em mình chưa vô á. À, ừ, nó thấy chưa vô. Ở đây nó có cái bảng gì nè. Đó. Ê, em bật like lên cho anh coi ha. Từ từ. Đâu. Anh, bây giờ anh đi vô cái phòng của hai cái thằng đó đi. Nó không có được, thêm không cái được. Phòng cái, nữa. Cái phòng nó mất cái cửa rồi. Ủa, em thấy có cái cửa mà. Sao em chạy vô được ta? Đấy. Anh vô nè. Anh đi thẳng. Đó, anh thấy có... đó. Rồi, vô. Ờ, phòng này chưa đi nè. Đúng rồi, phòng này chưa đi mà. Trời, nãy anh em mình nãy mở xong đi ra ngoài luôn. Nhưng mà giải máy tính, giải máy tính đi. Biết rồi, nhưng mà ở đây có cái bảng nhưng mà em đọc em không hiểu tiếng Anh không mà. Đâu? Em không biết cái bảng này nó có liên quan gì tới cái bảng ở cuối anh à. Không biết cái bảng này có liên quan gì tới mấy cái mã không nữa. Thì nó có mấy con số nè. Không liên quan. Anh thấy rồi, trên máy tính. Mày đâu rồi? Mày đi qua đây, mày đi theo anh nè. Đây. Mày đâu? Em nè. Mày đang đứng cái bên này đúng không? Đúng rồi. Anh ăn cái gì vậy? Từ chở đi cái. Tao chuẩn bị chạy theo anh nha. Ok. Một, hai, ba, đi. Đi. Giữ stamina chạy nó nha. Ôi, từ thằng đó ngoài luôn. Từ để em coi nó đâu. Rồi. Sao không thấy nó ta? Chạy qua đây. Nè, trên cái máy tính nè, thấy không? Ủa đâu đây? Nè, trên màn hình máy tính nè, mày đâu? Ủa anh đâu? Nè, bên đây. À, ok. Nè, trên màn hình cái máy tính. Thấy chưa? Rồi, ok rồi. Màu vàng nè, màu xanh lá nè, màu nâu nè. Ok, tròn, tròn, tam giác, chéo. Ở thấy được 3 cái à? Đến chùm màn hình lại. Thấy được 3 cái à anh ơi? Anh chùm màn hình lại, anh gửi đi có nè. Thấy nó chung hả? À, anh gửi trong cái phòng này á, cái phòng này có phần mở trò chuyện á. À đây. Không mà em nhớ mà, nhưng mà ở đây không có đủ hình á.
ý là chụp lại cho chắc. À lại chắc hả? Cứ nhớ không tới chừng lên nó quên mất một số hết mẹ luôn. Không, anh phải tin em chứ. Rồi chụp lại hết rồi đó. Ba hình thì mình phải đi tìm thêm á. Đúng rồi, phải đi tìm thêm. Đây, em làm ma, em bay đi phụ anh cho. Mình chỉ ừ, mày làm ma, mày bay đi mày phụ đi. Phụ xong, kiếm được mấy cái code thì chụp màn hình gửi vô. The around show the code, but it's flip room. Okay. Trên màn hình mấy cái máy tính đó nha cậu ơi. Em biết, em biết. Cho em cạp tay anh cái nha. Mày cạp 10 cái cũng được nha. Cạp 10 cái cũng được, anh quen rồi. Từ 8 giờ đủ đến rồi, 10 đủ giờ rồi, đủ rồi, anh ơi. Rồi họ xin đi, họ xin đi. Nó không phải là cái bảng màu nè, nó là mấy cái ký tự thôi. Ừ, mấy cái tự để không, mấy cái bảng màu đó để làm theo giống như cái con cái thứ tự ở trên bàn phím nè. À. Còn mấy cái tự đó là mình để mình đổi ra chữ á. Ờ à, đúng. Rồi bây giờ sắp xếp mấy cái màu với cái tự này trước nè. Ok ok. Đầu tiên là màu vàng. Đầu tiên là màu vàng. Từ từ hình như nó tới rồi bây ơi. Không nó đi bên kia, nó đi bên kia rồi. Ủa nãy anh gửi em đâu vậy? Ờ từ từ để anh nhấn enter. Rồi đó anh gửi đó. Màu vàng là cái dấu tròn hình tròn với dấu trừ. Là chữ gì? Màu vàng là cái hình tròn với dấu trừ. Từ từ để mở cái giấy lên em coi. Vàng chứ đúng không? Đúng rồi. G nè. G đúng không? Rồi tiếp theo là màu tím. Ê gửi bơi gửi chạy 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 chạy. Đang với anh, đang với anh rồi. Anh thấy anh thấy. Ok ok ok. Anh không đọc em hủy đăng ký rồi. Chào bạn Hùng Phạm nha, cái đậu xanh. Chào bạn nha. Ôi bạn ơi, tôi đang rất là căng thẳng bạn ạ. Bạn chờ tí nhá. Mày nhớ màu tím làm là cái gì không vậy? Em nhớ, em nhớ. Ê cái đậu xanh nhà mày, sao nó lấy tao? Thằng này nó ảo lắm anh, thời rồi em lại đi nữa rồi. Hỏi xin được không? Được anh em còn lần. À hình xây pixel trong Minecraft hashtag là gì á hả? Ờ à, hashtag thì cứ là fan art thôi. Cái đó cũng là fan art mà. Trời ơi, tao hết thuốc chữa bệnh rồi, chữa trị rồi. Trời em không nghĩ là chơi cái này em đi nhiều tới vậy luôn á. Ôi mày cũng hết thuốc chữa trị nè cậu ơi. Đúng rồi. Ủa mấy cái chữ kia mày tìm ở đâu vậy? Em tìm bên phòng kia, nó là dấu gạch với lại cái chấm. Tối qua anh tìm video của em là em dậy anh đã tới hơn 1 giờ sáng mới ngủ được. À hôm nay anh lướt TikTok anh thấy lại mọi người, thấy lại mấy video của mọi người á. Nên là tối qua anh nhỏ anh coi vậy đó. Màu tím là chữ gì? Đâu, ở đây đâu có màu tím đâu. Số 2 nè. Số 2 màu xanh nước biển mà. À ok. À, vậy màu xanh là màu gì? Màu xanh là cái gì? Màu xanh là dấu chấm anh ạ. Dấu chấm G. Không? Dấu chấm là chữ gì? G tiếp hả? Chết. Nó là G G G G G G rồi rồi đây đây G G M G G M G G M G G M ở đâu G G G G chứ
GGM. Không không, GG trước nè, GG trước. Ờ anh nhập đi để em coi cho, anh nhập đi. GR, ok. GG trước nha. Cái màu xanh xanh lá đúng không? Xanh lá là hai cái quả núi tầm giác á. Xanh lá U. U, ok, GRU. Xong rồi tới màu gì? U. Tới màu màu nâu. Màu nâu. À, màu xám nha, màu xám. Màu xám là mờ. Ê ơi. Ơi. Chạy 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 chạy. Rồi từ để gán coi nốt màu sao em đi ơi. Tao đi xanh rồi, tao đi xanh rồi. M E. G R M E hả? G G. Ủa G G gì ta? M E cuối, G G còn thêm cái ở giữa đó là quên mẹ. Màu tím là hình xoắn ốc nè. Dấu chấm là màu trắng. Màu xám là đường gạch. Xoắn ốc. Xoắn ốc. Gạch chấm. Ok, xoắn ốc gạch chấm. Xoắn ốc gạch chấm. Mày đi luôn rồi hả? Em đi rồi, em đi, em hết rồi xin ạ. Xoắn ốc gạch chấm. Xoắn ốc gạch chấm. Gạch chấm cửa đâu rồi? Xoắn ốc gạch chấm, xoắn ốc gạch chấm, xoắn ốc gạch chấm. Ok, xoắn ốc gạch chấm. Use. Xoắn ốc là K. Gạch là M. Chấm là R. G, R, M hả? Chấm là màu trắng anh. Chấm là màu trắng, còn gạch chéo á, gạch chéo là màu xám. Vậy gạch chéo vàng, nha, chứ không phải lam, gạch ngang nha, gạch chéo. Vàng, lam, lục, xám, nâu, trắng. Vàng, lam, lục, xám, nâu, trắng đúng không? Vàng, lam, lục, xám, nâu, trắng. Vàng nè. Lam là xoắn ốc. Vàng, lam là xoắn ốc, là K chứ. Vàng là G, K. G, K. K. Lục là hai quả núi, là U, G, K, U. G, K, U. G, K, U. Xong rồi vàng, lam, lục, xám. Xám là dấu gạch này, M. G, K, U, M. G, K, U, M. Ừ, vàng, lam, lục, xám, nâu, trắng. Nâu. Nâu là... Nâu trắng. Nâu là cái hình này. Nâu là cái hình giống số 6 thì là chữ L. Ờ, nâu trắng. Ơ chết, vậy là có mới có 5 cái rồi, thêm cái nữa quên. Trắng là chấm, trắng là R. Mới 5 cái rồi đúng không? 6 cái rồi, 6 cái rồi. À 6 cái. Từ từ okay, em đang chết đúng không? Em chạy qua cái phòng bên kia em coi em coi lại mấy cái hình. À hình xoắn ốc. Hình xoắn ốc là hình lam. Ừ, xoắn ốc là lam là chữ K đó. Ờ, rồi cái thiếu cái nào nữa? Ờ, cái dấu gạch. Cái dấu gạch, cái dấu mà gạch xéo xuống dưới xuống á là màu gì? Xám, xám, còn dấu chấm là trắng. Xám, dấu chấm là trắng đúng không? Ok rồi. Đúng rồi. G, K, U, M, L, R. Ok. Ê, sao mày mở cửa được quỷ đây? Trời, thằng quỷ nó bực mình lắm anh, em cay nó nãy giờ. G, K, U, M, L, R. Ok, G, K, U, M, L, R. Anh đang chơi trò gì? Mình đang chơi trò Inside the Back Room bạn ạ. Đang chơi trò giải mã cực khó chịu. G, K. G. Sao nó không thấy tao vậy? Thằng đó nó sao sao quá anh ơi. Ê, gà bơi, bây giờ mày canh nó đi vừa khuất sang khỏi cái phòng máy không, tính không, là... em chết rồi lại không có thấy nó, em không thấy, em chỉ nghe được tiếng chân nó thôi. Oh shit. Nè, tiếng chân nó đi xa rồi đó. Ra đi em.
Ê, bấm phím sao vậy? K. Bấm vô mấy cái nút qua. U M L R. Ơi, sai. Vàng lam lục. Vàng lam lục xám nâu trắng. Vàng lam lục xám nâu trắng phải không? Vàng là dấu trừ là G. Vàng lam. Lam là xoắn ốc đúng không? Đúng rồi, lam xoắn ốc. Xoắn ốc là K hay Y ta? Ui hết hồn, có quan ngũ ly nè, hết hồn. Úi trời ơi. Anh mở giấy này coi. Ờ lam ở gì à? Vàng lam lục. Vàng lam lục, lục qua núi là lục U. Là tam giác, lục là tam giác. Ok. Lục xám. Xám là mờ đúng không? Xám là gạch, xám là gạch chéo. Xám là gạch chéo là mờ. À, xám nâu. Nâu là cái hình chữ gì nhỉ? Hình chữ gì em không biết nữa, em không biết đọc cái đó sao, hình chữ Y gì sao? Đây, anh thấy được chữ nâu rồi. À, nâu là chữ T. À, T. Trời ơi, nãy lộn cái chữ nâu. R. Ngày em bắt đầu đu báo anh cũng là ngày sinh nhật của em. À đu, được mốt kỷ niệm, mốt ăn sinh nhật được kỷ niệm ngày báo gô luôn. G K U M. Đang tới anh ơi, lẹ. Ờ lắp sách chắc rồi. Ok hay anh ơi. Ờ nhớ nó bên đây nè, hình như là cái cửa màu xanh mày ạ. Không ta. Ừ đúng rồi, cửa màu xanh. Ơ cái cửa này sao quá. À cửa này phải tắt điện hả anh em? Ê cửa này phải tắt điện hả anh em? À nó gửi được mùi máu à. Ê muốn đi vô cái cửa đó phải tắt điện hả? Muốn đi vô đó phải tắt điện hả? Ê không biết nữa. Ủa cửa nào anh? À đi vô anh bị giật. Ừ biết là dưới nước có điện nhưng mà phải tắt điện đúng không? Ủa cái cửa xanh anh mở không được à, cửa xanh đó mở chưa? Cửa xanh mở rồi nhưng mà đi vô thì ở trong nó có cái nguyên một đống điện luôn nữa là từ bây giờ là trong cái cửa xanh đó nó có cái cửa trắng nữa anh thấy không? Đâu? Trong cái khu cửa xanh đó nó có một cái cửa trắng nữa, anh đi tìm coi. Khu cửa xanh. Ừ anh vô lại, xong rồi trong đó anh đi tìm có cái cửa nữa, anh mở cửa đó ra. Từ từ. À anh biết rồi, anh sẽ hy sinh để anh ấy. Giải mã toàn ngược, đi tắt điện. Không sao, giải mã làm gì. Mình có thần linh phù hộ. Tôi sẽ chơi mẹo giặt cuộc sống cho anh em coi. Rồi đó, tự nhiên tôi leo lên, tôi ngu quá anh em ạ. Đáng ra tôi không nên leo lên, đáng ra nên đứng dưới xong đi qua luôn. Rồi dây điện mà anh đòi leo. Gỡ rồi ta. Không ý là nãy anh leo lên, nãy anh đi qua về anh kiếm đường tắt điện. Đáng ra anh không nên tắt điện mà anh lên đi qua luôn. Rồi có thể nào chạy nhanh hơn được chứ không? Tao cũng biết là tao còn được hồi sinh bao nhiêu lần nữa rồi bê. Em nghĩ anh còn nhiều quá, đủ thôi, sao? Mở được cửa trắng là ngon rồi. 5 lần nữa. Ok, sắp qua được rồi. Nó ngửi mùi máu quá không sao, tôi vô được. Mặc đồ bảo hộ á. Ồ, đồ bảo hộ cách điện mà đúng không? Ừ, thế sao tôi không mặc đồ bảo hộ ta? Ờ, hay rồi bơi biết vậy nãy trước khi xuống anh mặc đồ bảo hộ mày ơi. Sao mà mình ngu dữ vậy trời. Ủa đâu rồi, cái cửa đâu? À đây. Ừ.
Trời ơi. Được, mình chỉ cần thí mạng vài lần là được anh em à, thí mạng vài lần là được. Sao máy này anh ít like thế? À, tôi có công việc á, nhưng mà thường là chủ nhật là tôi off mà, tôi chỉ bích có ngày thứ bảy thôi à. Ở năm cho qua rồi bơi ơi. Hay là mặc đồ bảo hộ như bạn kia nói nhỉ? Ừ, anh mặc đồ bảo hộ thử đi anh cô. Ê được mày. Trời. Ở đâu? Dạ đâu cần đi tắt điện. Đâu cần đi tắt điện anh em. Cửa trắng ở trong đây có một cái cửa trắng hả? Ơi tao sợ đi trong mấy khu mà có nước giống vậy lắm nha ba. Rồi bơi ơi, giờ đi đâu rồi bơi? Anh mở cái cửa trắng chưa? Chưa, cửa trắng ở đâu vậy? Anh đi tìm đi, cửa trắng nó nằm trong cái khu đó luôn á. Đây là đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ủa? Anh bị gì vậy? Tao bị cái con nào bắt á. Hồi nãy anh đi đúng đường rồi, anh cứ đi thẳng là tới. Nãy anh đi đúng cái đường đó đó, rồi cứ chạy thẳng là thấy cửa trắng à, xong rồi anh mở cửa trắng ra. Ui nhưng mà giờ tao phải vừa đi, tao phải vừa né một cái con quái vật. Ê không thấy mặt mũi con đó luôn á. Dùng máy giò, nếu không sẽ có con sao biển ở dưới nước hả? Ờ à, đúng rồi, anh cầm máy giò đúng rồi anh ơi. Ừ nha, đúng rồi, quên, có cái máy giò mà ta. Nè anh ơi, em sắp ngất rồi anh ơi. Ngất là sao? Buồn ngủ hả? Em hai mắt em sắp nha, bị nhắm lại. Trời ơi. Ơi quá trời sao biển luôn mày ơi. Bật cái kia lên. Bật rồi nhưng mà xung quanh nhiều lắm. Gán né đi anh. Khó cho anh quá, em cái dạng này em không thấy được anh ơi, không cứu anh được rồi. Go phải tự lực rồi. Ha ơi, đúng khó luôn á. Ơ mấy con này di chuyển được đúng không? Mấy con này di chuyển được không? Chạy tôi chạy không được, dưới nước chạy không được. Ôi mấy con này di chuyển được nữa chứ. Nó di chuyển được bảo sao. Nhưng mà không sao, tôi lên được. Được rồi em GB ơi. GB ơi. Ủa bây giờ nhà mật khẩu à. Ủa. Ủa. Ủa giờ sao anh em? Ủa anh Go mở cửa trắng chưa? Rồi, tròn là Y, vuông là F, tam giác là O, lục giác là X. Từ lấy ra từ cái mấy cái cạnh nhỏ nhất đi, tròn là Y nè. Ủa anh Go đi vô cửa đỏ kìa anh Go. Y, O, F, X, ok, Y, O, F, X, từ nha. Y, O, F, X, rồi. Ủa anh Go giải gì vậy? Đây nè, à thôi, từ. Tròn 2 chấm O. Circle 2 chấm O.
ngũ giác 2.x. Ở đâu? Sớt là y. Square là f. Còn o là tam giác. Tam là o. Đấy, vậy mới đúng. Rồi ok, nhớ. Còn bây giờ làm gì vậy? Sao cái phòng này quen quen vậy mày? Anh lưu cái gì vậy? Không, phòng này cái. Ủa anh lưu cái gì vậy? Tối qua lúc em biết em nhấn nhập là sao? Từ từ. Anh lưu cái giải mã. Cuối đường của cái phòng này á có một cái cửa nên anh gán đi tìm đi. Cuối đường nào mày có thể đi mày dẫn đường anh mà. Chết, em quên đường về, đợi em tí. Chết, anh cũng quên mất bà cái đường về rồi. À đây, anh thấy được cái cửa nè. À đúng, đúng rồi, mở được. Con chó ở trong mày ơi. Chết bà rồi, con chó nó chạy ra rồi mày ơi. Có sao nhiều cửa vô, bên em có một cái nè. Tùy cửa, tùy cửa, tùy cửa. Hồi nãy tao mới mở cái cửa, tao thả con chó ra. Còn cửa nữa nè, còn cửa nữa, gắng tìm ra đây. Tao nè. Đúng rồi, anh đây, rồi mở đi. Ê! Ê! Cơ bé ơi! Vỗ tay gì đây? Má mình phá não rồi! Đâu? Ủa? Cái này phá não rồi. Ủa phá não chưa? Sao em vẫn còn đây vậy? À, á đù phá não kìa, thấy mấy bác sĩ vô kìa. Á đù phá não ơi. Ôi anh em mình phá não từ game này trong 1 tiếng 30 phút mày à. Đù thấy nhanh vậy. Anh Go nói gì vậy? Dịch lại cho em anh Go. Bạn đã phá coi The Bug Room. À, nó đã lấy đi của bạn 1 tiếng 30 phút. Tức là mình đã dành 1 tiếng 30 phút để phá đảo game này. Ủa tao tưởng nó hơn chứ sao 1 tiếng 30 phút được ta. Chưa xong mà còn à, mấy chưa màn xong. Nữa. À quên. Mới có 1 màn thôi. Mới có 2 màn thôi em ạ. Tiếp anh ơi. Gì tiếp nữa. Ok anh em ạ. Thôi. Ui, live stream nó lắc con cụ nó rồi, đợi tí. Ok. Tôi nghĩ chắc là livestream đến đây là kết thúc được rồi đó các bạn ạ. 2 tiếng mấy đồng hồ rồi. Cảm ơn em đã coi cái livestream này và hẹn gặp lại anh em ở những cái livestream lần sau nhé. Ok, từ từ để tôi bật bài nhạc đã quên của tôi lên cái. Đã quên. Được rồi. Bye anh em. Hôm nay nhất định. Ok, sao lại quảng cáo ta? Em muốn làm anh hùng cùng những đồng minh bảo vệ cái đúng. Từng làm những trò điên khùng, từng nắm trên tay những cây súng giấy. Khi nhìn về thời thơ ấy, tao đã từng cháy, từng bay, từng nhảy. Nhưng những điều đó tao không còn thấy và cũng không hay. Từ bao giờ tao lại thế này. Đôi tay gầy và chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai. Con đường này mãi mãi những nụ cười xưa không còn thấy lại. Sự ngây thơ từng chờ phép màu xuất hiện đưa đôi tay phải. Nhưng mày thấy đấy, cuộc sống là chuỗi ngày mày phải đổi phải thay. Mày từng trải qua những thứ mà bây giờ mày xem đó là trẻ con. Mày cũng từng nghĩ sự vô tư ấy đến khi trưởng thành mày vẫn sẽ còn. Mày từng cảm thấy muốn được đổi thay, đã từng cảm thấy rằng mày sẽ bỏ. Tâm hồn mày lớn lên từng ngày và mày cảm thấy rằng mày sẽ khôn. Mày đã quên, quên những cái tên mà mày đã từng mến. Mày đã quên đi những lần mày cười vì những câu chuyện ấy đối dựng lên. Mày đã quên mất chính bản thân mày và những con mi không ai được đến nơi Sài Gòn này. Từng tập con tim với những cuộc hẹn mà mày đã quên. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm ngày ta đã mệt nhoài và quên mất rằng là đã từng người tươi như hoa. Vui suốt ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là những giấc mơ cũ tao đã ấp ủ. Giờ phải cần tủ dù chưa từng thử những
những trò chơi cũ bao năm chất đủ giờ là quá khứ vì sẽ tự cầm tù tao như kẻ mù đi trong đêm tối vẫn luôn bị nói mình rất là ổn và kẻ nói dối với người tự nhủ tao không sao đâu vẫn thường là một thì sao đang quên những lần hạnh phúc vì điều giản đơn không cần tiếng thơm mấy thứ quần dày cầm mà chỉ cần những điều đơn giản hơn thứ quan trọng nhất tao đã quên mất là không để cám dỗ cuộc đời chẳng chân tao đã quên mất điều tao cần thiết là một hơi ấm chứ không chỉ bản thân mặc lên chiếc áo trưởng thành đôi vai tao ngày một nặng kẻ người kẻ đời tránh dạt kẻ những áp lực mỗi ngày một tăng miệng thiên hạ vui thì ta tránh không cần quan tâm những thứ không lành để cho ta đây chứng lành lặng không phải là để miệng đời hãy tránh để nhớ những điều sẽ quên thì không được để bản thân dừng lại có quá khứ mới có hiện tại và có thay đổi mới có tương lai mình bước cuộc sống bóng tối dù lạc đến đâu vẫn về đúng chỗ yên tĩnh và không cần mỗi kẻ hơn người thua vẫn về đúng mộ thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta qua tháng năm ngày ta đã về quên mất rằng hoa vui xuống ngày dài và không lo xa không có phiền mà ta đã quên là và ta đã quên là thời gian trôi qua ta